chương 81 Dựa vào cái gì? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 81 Dựa vào cái gì? Sau một giờ, trực tiếp bắt đầu. Theo tám chi đội ngũ lên đài, cùng lúc trước diễn tập giống nhau như đúc quá trình lần thứ hai xuất hiện ở cái này tuyển thủ ở giữa trên không treo một khối 15x10m LED màn hình lớn sân khấu chính lên. Cùng diễn tập khác biệt chính là, lúc này dưới đài đã ngồi đầy lít nha lít nhít người xem, nói ít cũng có hơn nghìn người. Dù là cùng lúc sát vách còn có CF tranh tài ngay tại cử hành, nhưng làm đương thời nóng nảy nhất trò chơi, liên minh huyền thoại hạng mục lấy được đãi ngộ lại muốn thắng qua cái khác tất cả, bất luận là tại tranh tài ngày vẫn là sân bãi phương diện. Được rồi, tiếp xuống chúng ta đem lời ống giao cho giải thích đài. Theo bình hoa nữ chủ trì rút lui, hình tượng nhất chuyển, em bé cùng Miller mặc đồng loạt xuất hiện ở ống kính trước có thể phái ra đây đối với LPL ghế bình luận thượng hoàng kim cộng tác, không khó coi xuất quan phương đối với lần này tranh tài coi trọng trình độ. Mọi người tốt, ngài bây giờ thấy được là năm 2013 TGA thượng lớn thi đấu mùa hạ tổng quyết tái hiện trường, ta là giải thích em bé. Ta là Miller. Hai người kẻ sướng người họa, lời dạo đầu gọn gàng. Hôm nay là năm nay TGA thưởng lớn thi đấu cái thứ tư tranh tài ngày, đồng thời cũng là liên minh huyền thoại thành thị tranh bá tổng quyết tái đầu tiên tranh tài ngày, hôm nay muốn vì ngài mang chính là tổ A tuần hoàng tiểu tổ thi đấu. Đúng, rất chờ mong. Nếu như đem giải thích công việc này so sánh vì truyền thống tướng thanh, như vậy em bé chính là pha trò, Miller thì là vai phụ. Phạm là nhìn qua LPL tranh tài người chơi đều biết, hai người này một cái phụ trách tự thuật khống tràng, một cái phụ trách tiếp ứng phụ trợ, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác bắt đầu có thể sinh ra không tầm thường phản ứng hóa học đầu tiên đến xem một chút phân tổ danh sách chúng ta tới trước nhìn tổ a phân tổ tình huống phân tại tổ a bốn cái đội ngũ theo thứ tự là lvg vg lxh cùng tơ chiến đội đừng nhìn em bé giải nghĩa tranh tài năng lực chẳng ra sao cả nhưng luận đến khống tràn cùng độc lợi kịch năng lực toàn bộ lpl tuyệt đối tìm không ra sao gia hỏa này thoải mái hơn tự nhiên đúng vậy Đầu tiên LGG cùng VG đều là chúng ta hết sức quen thuộc đội ngũ. Tại E, support vòng sớm đã xông ra một mảnh giang sơn, bọn hắn GOTA phân bộ đều là thế gian nghe tiếng đội ngũ. Miller tiếp rất nhanh. Nhưng mặt khác LXH chiến đội cùng Reuters chiến đội mọi người khả năng liền không như vậy hiểu rõ rồi, đều là vừa ngoi đầu lên mới phát cường đội, là chúng ta E, support vòng máu mới. Tại tiếp vào đạo truyền bá truyền đến tuyển thủ lúc này ngay tại điều chỉnh thử thiết bị tranh tài 5 phút sau bắt đầu tin tức về sau, em bé bắt đầu cho thấy mình làm người xưng đạo khống tràn năng lực. Nói thực ra, đối với LXH chiến đội ta còn có nhất định hiểu rõ, biết đây là một chi từ giới thứ nhất quán nét thi đấu vòng tròn tổng Á quân top chiến đội cải biến mà thành đội ngũ, về sau đạt được rồi thành đô lũy hâm oái game Gaming đầu tư, lúc này mới đổi tên là LXH, đồng thời lấy được rồi lần này Tây Nam khu vực trận chung kết quán quân. Nhưng là đâu, không lừa gạt mọi người, còn lại chi này rơ tơ chiến đội cụ thể là lai lịch gì, ta còn thực sự không biết. Không thể nào, e, support trong vòng còn có liền em bé đạo không biết đội ngũ. Miller dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí nói. Đừng, ta không biết nhiều nữa đâu. Em bé cười vui vẻ. Nói lên chi này rơ tơ chiến đội, trước mấy ngày còn náo qua một lần ô lông, đó chính là chúng ta nhân viên công tác bởi vì nhất thời sơ sẩy tại công bố đội dự thi ngủ lúc, đem bọn hắn đội tên viết sai viết thành xa rs còn tốt kịp thời sửa lại đi qua bằng không liền rất lúng túng miller phản ứng cũng rất nhanh cũng mời mọi người chớ trách chúng ta nhân viên công tác dù sao người không phải thánh hiền ai có thế không qua một lần sai lầm nho nhỏ chỉ cần kịp thời sửa lại tới vẫn là có thể tha thứ mọi người nói đúng a à. không tệ Chúng ta bình thường đang giải thích tranh tài lúc không phải cũng thường xuyên sẽ đọc sai tuyển thủ danh tự cùng kỹ năng tên sao, rất bình thường à đúng hay không Em bé một bộ cùng mọi người kéo việc nhà ngữ khí Đáng giá ngoạn vị chính là Hai người này từ đầu tới đuôi đều đang nói chuyện đội tên viết sai ô long sự kiện Nhưng không có một người nhắc lên sao chuyện này tạo thành ảnh hưởng càng lớn LPL tuyển thủ thay mặt đánh sự kiện Để người biết chuyện rất khó không liên tưởng đến bọn họ có phải hay không chuyên môn đến vì chuyện này tẩy trắng Dù sao, lúc trước hướng Acer Liên minh báo cáo lá rụng thay mặt đánh đội ngũ nhưng chính là cùng lâm một bọn người phân tại cùng một tổ LXH chiến đội. Chỉ có thể nói, làm vòng tròn bên trong kẻ già đời, em bé cùng Miller rất rõ ràng trực tiếp quá trình bên trong cái nào ấm có thể sách, cái nào ấm lại không thể sách. Thời gian trôi qua rất nhanh, đắm chìm ở hai người này nói chuyện phím bên trong, khán giả không để ý liền phát hiện ống kính đã rời đi hiểu rõ nói tịch. Mặc dù lần này tổng quyết tái có một ít khán giả quen thuộc đội ngũ, nhưng đại bộ phận vẫn là lần đầu tại loại này cỡ lớn trong trận đấu lộ diện. Thế là chủ sự phương rất tri kỷ tại trước trận cho mỗi chi đội ngũ đều làm một đoạn văn tự giới thiệu. Màn hình lớn bên trong, đầu tiên xuất hiện chính là LGG chiến chiến đội giới thiệu. LGG chức nghiệp câu lạc bộ tại năm 2013 tháng 3 gây dựng lại LOL phân bộ, đội ngũ đoàn kết hài hòa, khắc khổ huấn luyện, mục tiêu chỉ có một cái, quán quân cho tới bây giờ ta còn nhớ rõ lão cha nuôi lúc trước mùa xuân trận đấu mùa giải trước thi đấu thất bại lúc tràn cảnh, bất quá bây giờ bọn hắn đã tập hợp lại, lại một lần dết trở về, làm trong nước điện tử thi đấu uy tín lâu năm câu lạc bộ, cá nhân ta phi thường chờ mong bọn hắn tại lần này tranh tài thượng biểu hiện. Em bé biểu đạt mình hy vọng. Sau đó, chính là tuyển thủ người giới thiệu. LGG Chiến đội Top Lenpip, tuổi tác 22, đẳng cấp kim cương 1 đi rừng hơ, tuổi tác 22, đẳng cấp kim cương 1. Milan Tira, tuổi tác 21, đẳng cấp mạnh nhất vương giả. AJC. STIZ, tuổi tác 18, đẳng cấp kim cương 1. Phụ trợ pin, tuổi tác 18, đẳng cấp kim cương 1. Làm giới thiệu đến Milan cùng phụ trợ vị trí lúc, hai tên giải thích cố ý tăng lớn tuyên truyền cường độ, riêng phần mình thổi phòng rồi một phen. Nguyên nhân rất đơn giản, LGG chiến đội trải qua gây dựng lại về sau, chỉ có Mít Dung vẫn là ban đầu tuyển thủ, ba người khác thì tất cả đều là khuôn mặt mới, bọn hắn chính là nghĩ thổi cũng tìm không thấy lý do. Được rồi, lão cha nuôi chiến đội giới thiệu xong xuôi, kế tiếp là chúng ta rơ tơ chiến đội. Em bé nhìn về phía màn hình lớn. So sánh với những chiến đội khác đại đoạn giới thiệu từ, rơ tơ chiến đội tự giới thiệu vẹn vẹn chỉ có 6 cái chữ, không thành công, tiện thành nhân rất có quyết đoán a à. em bé đúng vậy a à, rất ít nhìn thấy có tân đội dám dạng này tự đoạn đường lui thật giống như bọn hắn không phải đến thi đấu mà là đi làm cách mạng giống như miller thì là rất thật thà bộ dáng ha ha tiếp xuống để chúng ta nhìn một chút chi đội ngũ này tuyển thủ giới thiệu em bé cũng không giống miller ngạc nhiên như vậy nhưng mà một giây sau miệng của hắn liền triệt để đã trương thành một cái to thành hình sau đó kinh điển danh ngôn từ giải thích trên đài truyền ra. Hoa 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 hoa. Ta thấy được cái gì? Trời ạ, à, một vị nữ tuyển thủ. Xin hỏi ta đây là đi nhầm studio sao? Màn hình lớn bên trong, nương theo lấy tận ý thiên ống kính xuất hiện, hai vị giải thích đều hứng chịu tới kinh hải. Phụ trợ Seven, tuổi tác 16 tuổi, đẳng cấp kim cương 2. Cũng may mắn hiện tại vẫn là S3 trận đấu mùa giải rất nhiều kinh điển danh ngôn em bé chưa hiểu thấu đáo bằng không hiện tại vang lên ở đây trong quán chính là lpl người xem nhất là nghe nhiều nên thuộc ba chữ kia rồi dựa vào cái gì dựa vào cái gì a à? Người nói cho ta đây rốt cuộc dựa vào cái gì ps gần nhất chỗ bình luận truyện luôn có một chút thanh âm không hài hòa xuất hiện thẳng thắn nói rất nhiều người đều là không giải thích được liền muốn lên đến thả cái chua cái rắm thật giống như không phun tác giả toàn thân không thoải mái đồng dạng. Kinh khủng nhất là còn có một cái độc giả thế mà truy ta đuổi tới nội a đi, ta là thật rất bội phục những người này nghị lực cùng thịt người năng lực. Tốt a, à, tha thứ ta đột nhiên nghĩ đến thích tra người IP Thiên Long Nhân. Trở lại chuyện chính. Kỳ thật lão meo tại điểm xuất phát cũng không tính người mới, vô cùng rõ ràng viết sách nào có không bị phun đạo lý, bị phun thời điểm trong lòng cố nhiên không thoải mái cũng không trở thành đi ra vẻ già mồm hoặc như thế nào. Nhưng, vì chỗ bình luận truyện hài hòa, đồng thời bởi vì ta còn tính là một cái rất xem trọng độc giả phản ứng viết lách, cho nên ở chỗ này lão meo quyết định làm một cái ngắn gọn tuyên bố. Phạm là bị quyển sách cấm ngôn cũng hoặc xóa tô piết bằng hữu, đang cày hồng bao đòi lý do hay là truy ta đuổi tới bột ba trước đó, mời trước nhớ lại một chút mình phát biểu có thỏa đáng hay không, phải chăng mang theo thân người công kích cùng vũ nhục tính lại có hay không mở miệng nói bẩn. Vẫn là câu cách ngôn kia, ta mặc dù không nhất định sẽ đồng ý quan điểm của ngươi, nhưng ta thề sống chết bảo vệ ngươi phát biểu bình luận quyền lợi, cùng lúc đó, làm chỗ bình luận truyền quản lý ta cũng giữ lại xóa tô biết cấm ngôn quyền lợi. Mặt khác, hữu nghị nhắc nhở, nếu có người đối với sách kịch bản thúc đẩy hay là tiết tấu chuyển đổi thực sự chịu không được đi xuống, và như vậy Mel chỉ có thể nói xin lỗi, điểm xuất phát vừa lên đến liền treo lên đánh phết cơ thức ăn nhanh sản văn có rất nhiều, các ngươi rất không cần phải theo dõi như thế một bản truy cầu chi tiết đến cực hạn chưa nóng hiện thực văn. Làm gì cùng mình không qua được đâu, đúng không? Cuối cùng, liên quan tới gần đây quyển sách xuất hiện kịch bản hay là một số người cái gọi là độc điểm, tác giả sẽ không làm bất kỳ giải thích nào. Giải thích chính là kịch thấu, lão meo xưa nay không làm loại chuyện này. Dòng dài hơi nhiều mà rồi, thứ lỗi bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Đối chiến LGG Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 82 Đối chiến LGG Trận đấu thứ nhất, LGG giao đấu Roter. Đầu tiên tiến vào song phương BP hình tượng, bổn tràng tranh tài, LGG tại màu lam phương, Roter chiến đội tại tự sắc phương. LGG đầu ban bọ ngựa, hai ban sen, ba ban thẻ bài. Trái lại rơ tơ bên này, thứ nhất ban thì cho rung bờ, tiếp xuống lại phân biệt ban rơi mất nữ cảnh sát cùng dây Em bé cùng Miller một người tiếp một câu, giới thiệu sơ lược một chút song phương ban người. Nhưng, cho dù là xưa nay thích nhất đi đơn phương phân tích phỏng đoán song phương BNA người ý đồ em bé, lúc này cũng không có ở trên đây làm nhiều so đo, dù sao bởi vì trình độ khác biệt, thành thị tranh bá thi đấu BP cùng LPL thi đấu vòng tròn là hoàn toàn khác biệt, càng đừng đề cập cùng toàn minh tinh loại này quốc tế giải thi đấu tương đề tình luận. Đừng nói là đột nhiên hoành không xuất thế rơ tơ chiến đội, chính là mấy tháng trước đã từng giải thích qua bọn hắn tranh tại LGG, tại trải qua nhân viên gây dựng lại về sau, cũng đã biến thành một chi mới tinh đội ngũ. Em bé đám người cũng cũng không đủ hiểu rõ. Đương nhiên, bọn hắn không hiểu rõ, không có nghĩa là tất cả mọi người không hiểu rõ. Chi ít, Lâm Mục liền đối chi này lần thứ hai gây dựng lại sau LGG chiến đội có coi như không tệ kiến giải. Tuyển người bắt đầu. Ban LGG đầu đoạt truy giờ. Đối với cái này, Lâm Mục cho đáp lại là trực tiếp cầm súng bo và rút LGJ LGG 23 tuyển phân biệt cho hoàng tử cùng trăng sáng. Muốn chơi song pháp thẳng hệ thống. Hai cái này tuyển diễn viên, để lâm Mục hơi kinh hãi, nhưng cũng chỉ là thêm chút suy tư về sau, liền cấp tốc đánh nhịp. Giống như trước đó, chúng ta liền lấy mù tăng cùng giác, gõ bạo bọn hắn. Không có người so lâm mục rõ ràng hơn, đối diện LGG chiến đội cho dù ở trải qua thay người về sau, cũng vẫn là một chi lấy trung hạ đường làm hạch tâm đội ngũ, bọn hắn thường giả, đều là đồ công nhân đánh tạp vị. Hiện tại vấn đề ngay tại ở, đối diện sẽ lấy đầu trọc cùng trăng sáng bên trong cái nào đến đi mic? rất rõ ràng, đối thủ đây là tại cố tình bày nghi trận. Nhưng, Lâm Mục không chút nào không hoảng hốt. Ê gieo, người mấy. Ta liền biết, pin xảy ra một chiêu này. Làm đối diện sau cùng hai người tổ cũng nổi lên mặt nước về sau, Lâm Mục lập tức cười, cười rất vui vẻ, trong lúc nhất thời liên phát đốt đưa tới đau đầu đều giảm bớt không ít. Trên thực tế, khi thấy LGG đem cuối cùng một tay tuyển người lưu cho Bob lúc hắn liền dự liệu được đối thủ là cái gì sáo lộ hết thảy đều tại lâm mục trong khống chế song phương đội hình xác định màu làm phương lão cha nuôi topland rizzer đi rừng hoàng tử milan trăng sáng bọt azel người máy tử sắc phương rơ tơ topland giác đi rừng mù tăng milan z bọt và rút thread hoan nghênh đi vào liên minh huyền thoại ấn mở cửa hàng mua xuống một thanh đo rang kiếm Lâm Mục dẫn đầu đi ra nước suối. Đều đi theo ta, ai cũng không nên đi riêng một mình, động tác phải nhanh. Chỉ dùng 10 giây không đến, rơ tơ 5 người liền đã toàn bộ đi ra ngoài. Cái này một thanh đối diện là cái có người mấy đội hình, cơ hồ có thể khẳng định sẽ tiến hành một cấp đoàn xâm lấn. Lâm Mục ý nghĩ là, cùng ngồi chờ chết, tâm kinh đảm chiến đi chỗ đứng phòng thủ, chẳng bằng đổi bị động làm chủ động, dùng công thay thủ, bảo đoàn phản xâm lấn đối diện giả khu hành động lộ tuyến, kinh bọt đi vào đường sông, thông qua bọt tam giác bụi cỏ tiến vào màu lam phương hạ nửa giả khu. đối diện lúc này hiện đang chúng ta giả khu, mắt thấy không có địch quân bóng dáng, lâm mục không khỏi suy tư. thời gian sắp không còn kịp rồi, ta có thể đi về sao? làm tranh tài đi vào một phút hai mươi giây, thủ hạo bắt đầu ngồi không yên, làm top lên lúc này hắn như không quay lại thành thượng tuyến liền sẽ để lọt không ít đau. không cần hỏa thần trở về, ngươi một hồi trực tiếp đi bên trong là được rồi. Lâm Mục nói. Ta đi mít. Thụ hạo sững sờ. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh ri giờ? Dĩ nhiên không phải, có thể cùng trăng sáng đối tuyến đương nhiên không thể tốt hơn rồi. Thụ hạo đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như. Đừng nhìn cái này phiên bản trăng sáng ở trong trận đấu vẫn là rất quý hiếm tồn tại, nhưng trên thực tế từ S3 quý trước thi đấu đến nay cái này anh hùng liền trải qua mấy lần suy yếu, mặc dù không đến mức không gượng dậy nổi, tình trạng nhưng cũng không lớn bằng lúc trước. Cùng so sánh, đại quan đầu Riger tại cái này phiên bản vẫn là T cấp một pháp thẳng, mặc dù cũng có suy yếu nhưng lại cũng không trí mạng. Riger cái này anh hùng tại S3 hậu kỳ sở dĩ không người hỏi thăm, ra sân suất cơ hồ là không, thuần túy là bởi vì nắm đấm tại S3 tổng quyết tái đêm trước đột nhiên nâng đao, tại một lần phiên bản đổi mới bên trong một hơi chém đứt rồi quy về đúc e ba cái kỹ năng thi pháp khoảng cách, lúc này mới dần dần phai nhạt ra khỏi chính thức tranh tài. Nếu như Lâm Mục không có nhớ lầm, cái kia hẳn là đúng lúc là kiếm thánh làm lại, AP kiếm thánh bị gỡ ra phiên bản, cách nay còn có hai tháng. Trước đó, Duy tại toàn bộ trận đấu mùa giải ra sân suốt cùng nóng nảy trình độ có thể nói không thua bất kỳ một cái nào AP anh hùng. Lấy quy kỹ năng làm thí dụ, cái này phiên bản giờ thi pháp khoảng cách vì 650, cùng nữ cảnh sát tầm bắn tương đương. Một cái tổn thương bạo cao, kỹ năng toàn bộ đều là chỉ hướng tính, đồng thời còn có được xa như thế thi pháp khoảng cách nguyên trang lôi điện pháp vương, cận chiến anh hùng muốn làm sao cùng hắn chơi. Dù là dùng chính là mình am hiểu nhất anh hùng, thù hạo cũng không có lòng tin có thế ở trên đường thắng qua giờ Cuối cùng, từ viêm hỏa thần giác thay thế hắn đi đường trên. Bốn người khác tiếp tục ngồi chờ tại đối diện hạ nửa giả khu. Thời gian đi vào một phân 30 giây, tại lâm mục dẫn đầu dưới, rơ tờ đám người từ đỏ BUFF bụi có chuyển dời đến rồi mấy trăm mã có hơn một bụi cỏ, cũng chính là cùng màu lam phương bọt hai tháp song song, trong trận đấu thường xuyên bị đối diện chen vào thật mắt giả khu trong bụi cỏ. Lại đợi 10 giây, tại địch nhân vẫn chưa hiện thân tình huống dưới, lấy tiểu hắc vì thay mặt đầu mấy người khác bắt đầu có chút ngồi không yên. Nghĩ chiếm tiện nghi, liền muốn có kiên nhẫn. Lâm Mục không quan tâm, tiếp tục chờ đợi. Thẳng đến tranh tài đi vào một phân 50 giây, rốt cục, đối diện bọt dung ba người khoan thai tới chậm xuất hiện tại rồi mọi người trước mặt. Nhìn lúc nào tới hướng, hẳn là vừa đánh xong F4. Rơ tờ bốn người không có uổng phí chờ. Đừng nóng vội, chờ một lát nữa, chờ bọn hắn đánh tới một nửa lại đi ra. Lâm Mục kịp thời nhắc nhở. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, tiểu hát cái này chân tay lóng ngóng da hỏa liền sơ ý một chút trượt ra rồi bụi cỏ những người khác thấy thế chỉ có thể đi theo như ông vỡ tổ tuôn ra lúc này đối diện mới vừa vặn đánh đỏ buff tại nhìn thấy kẻ mù thân ảnh về sau vị trí bị kẹt lại hoàng tử cơ hồ không cần suy nghĩ liền từ bỏ rơi đỏ buff giao hiện lên tường mà đi cái khác hai người thì thừa cơ chạy đi cơ hồ đều không có cái gì hp tổn thất để lâm mục hơi cảm giác an ủi chính là Tần Ý Thiên tiếp xuống một cái móc bức rơi mất người mấy tóc biến, đồng thời thuận tay tiếp bàn, thành công giúp kẻ mù lấy xuống cái này đỏ. Tổng thể mà nói, cái này một đợt vẫn là kiếm. Tuy nói bởi vì không có kịp thời thượng tuyến cùng ăn giả, trung thượng phát dục đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, nhưng có thể bức ra đối diện hai cái tóc biến cùng đoạt rơi một cái đỏ, đây đối với lâm một bọn người mà nói, đã xem như một cái không tệ bắt đầu. Sau đó, liền muốn xem bọn hắn phải chăng có thể đem cái này dự đoán chôn sông phục bút dẫn phát ra, đem triệu hoán sư kỹ năng ưu thế biến thành thực chất ưu thế. Đối tuyến thời điểm cẩn thận một chút, đối diện cái này bo, không phải dễ cho hạng người. Thường tuyến trước đó, Lâm Mục cố ý nhắc nhở tần ý thiên một câu. Phàm là nhìn qua S4 mùa xuân thi đấu người đều hẳn phải biết, tại Midland không có gốc gia nhập liên minh cái khác đường không có đưa vào hàng viện binh điều kiện tiên quyết, LGG chi này mới vào LPL lính mới sở dĩ có thể một tiếng hót lên làm kinh người, điểm tích lũy lực áp ngay lúc đó hoàng tộc, thậm chí nếu không phải tại thông thường sau trận đấu kỳ bị uy dùng các thuốc đi rừng diễn một thanh. Chi đội ngũ này rất có thể sẽ trở thành trong nước chi thứ nhất đầu tiên LPL liền xâm nhập quý sau. Thi đấu đội ngũ Không thể nghi ngờ, có thể lấy được bất phạm như thế thành tích, bọt tuyệt đối là lớn nhất mở thủy điểm bất luận là bị lâm mục tự Tây ban rơi nữ cảnh sát STIZ, vẫn là có bao thiên danh xưng LGG đội trưởng tin, đều có thể xưng chi đội ngũ này tuyệt đối hạch tâm. Từ tiền thế tranh tài đến xem, hai người này tổ hợp, cơ hồ không có hư qua bất luận cái gì LPL chiến đội bo. Cảm tạ các vị thư hữu hiêm 08785888 thưởng, trước đó nói tới đuổi tới nội A chính là vị huynh đệ kia, hiện tại hiểu lầm đã tiêu trừ, lý giải vạn tuế bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 LGG Cây Gà Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 83 LGG Cây Gà Bo Mới đối đầu tuyến, tin cùng STIZ Bo liền cho Lâm một không nhỏ áp lực. Đừng nhìn người mấy trước đó bị ép một cái tóc biến, nhưng pin lại không chút nào thu liễm mình dựa vào thành danh cấp tiến phong cách, vừa lên đến liền trợ giúp ác điên cùng A Binh, không thèm để ý chút nào lâm một hỏa lực. Thật đúng là đừng nói, vốn phải là thế yếu đối tuyến hai người này, trải qua tin lấy một bình đỏ đại giới nỗ lực một trận này loạn quyền về sau, ngược lại lấy được rồi kinh nghiệm thượng dẫn trước. Lý do an toàn Lâm Mục cùng Tần Ý Thiên tạm thời lựa chọn lui ra phía sau. LVG bọt lớn tiếng dọa người, đoạt hai thành công nhưng, đã sớm chuẩn bị tình huống dưới, tin về sau một câu cũng không có câu bên trong. Gặp tần ý thiên muốn phản đánh, lâm mục vội vàng ngăn cản. Trước không vội, chúng ta đối tuyến ưu thế muốn cấp 3 về sau mới có thể thể hiện ra, tạm thời trước tha bọn họ một lần tốt. Sợ cái gì, người mấy lại không tóc biến, bản cô nương ông lấy liền có thể làm thịt hắn. Tần ý thiên mặc dù kịp thời rút về, ngoài miệng nhưng thủy chung không chịu chịu phục. Lâm Mục cười một tiếng, cũng không làm giải thích. Bởi vì cái gọi là nghe con mới để không sợ cọp, cho dù ai cũng đã có loại này không sợ trời không sợ đất lăn đầu thanh giai đoạn. Nhưng, không thể không nói, chính là Lâm Mục loại này mềm yếu, để LGG hai người tổ càng thêm không chút kiên kỵ bắt đầu, người mấy cũng không có việc gì liền xông lên bức bách Lâm Mục tẩu vị, đồng thời đại bộ phận thời điểm đều là phô trương thanh thế, căn bản cũng không có ra câu ý nghĩ. Dù sao, từ khi S3 trận đấu mùa giải sơ người mấy cái này anh hùng lọt vào đại chặt, cơ sở pháp lực giá trị từ 300 giảm xuống đến 240, quy kỹ năng máy móc bay trảo pháp lực tiêu hao tăng lên đến 120 đến nay, cái này anh hùng ở trên đường liền cũng không còn cách nào tùy tâm sở dục ra câu, tại không cân nhắc pháp lực hồi phục điều kiện tiên quyết, giai đoạn trước chỉ cần hai cái quy, liền sẽ hết mana. Làm được vinh dự FZZ1 về sau quốc phục mạnh nhất người máy, tin tự nhiên biết rõ điểm này cũng chính bởi vì vậy, hắn móng vuốt cơ hồ sẽ không tùy tiện dùng linh tinh. Nhưng, cũng không biết là đối thủ quá ngu, vẫn là mình diễn kỹ quá rất thật, mặc kệ hắn lúc nào đi lên, đối diện va rút đều sẽ bị dọa lùi mấy bước, rất cho mặt mũi. Cái này khiến tin rất là đắc ý, cùng lúc đó cũng càng thêm kiên định đối diện cái này bóc tổ hợp là quả hồng mềm ý nghĩ. Rơ tơ chiến đội. Chưa nghe nói qua, cũng không biết là từ cái nào trong góc xuất hiện tiểu nhân vật bất quá ngẫm lại cũng thế, bởi vì cái gọi là rừng lớn cái gì chim đều có, khu vực trận chung kết ngư long hỗn tạp, xâm nhập vào một chút rác rưởi đội ngũ cũng không kỳ quái. Tin sẽ không biết, hắn loại nguy hiểm này ý nghĩ bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi rơi phe mình toàn bộ bo. Tranh tài tiến hành đến 4 phút. Làm gia hỏa này người máy lại một lần nữa mở ra vê đúc da tóc phóng tới lâm một thời khắc, tần ý thiên thét một cái vượt ngang liền ngăn tại hắn trước mặt, cũng đuổi tại ra câu trước đó một góc độ tinh chuẩn đảo ngược e xuất thủ đem gia hỏa này xoát đến rồi trước mắt mình năng lượng thiết quyền pin không phục đưa tay chính là một cái đấm móc nặng nề mà đem thread quanh đến rồi giữa không trung cùng lúc đó lui lại một bước ra câu hưu một tiếng đem thread bắt lấy đến trước mắt mình cứ như vậy song phương phụ trợ ngươi một chút ta một chút ngươi tới ta đi liền phản phất đang chơi hiệp chế trò chơi đương nhiên Song phương phụ trợ đấu pháp thời khắc, hai bên AJC cũng đều không có nhàn rỗi, đều đang ra sức cung cấp mình phát ra. Từ tràn Diện nhìn lại, thét lượng máu rõ ràng sau người máy hạ xuống phải mau một chút. Dù sao pin cái này một thanh mang chính là kiệt sức, tại thấy tình thế không ổn về sau trực tiếp liền đồ bộ cho Lâm Mục va rút, trong lúc nhất thời khiến cái sau phát ra đại giảm. Dưới tình huống như vậy, lại đến so ác phát ra cường độ cùng phụ trợ thản độ lời nói, rơ tơ một phương liền đã rơi vào rõ ràng hạ phong. Càng đừng đề cập, người mấy còn có một cái tương đương với năm không phần trăm pháp lực đáng giá bị đồng hồ thuẫn làm chuẩn bị ở sau. Pin một chút cũng không giả, dù là bởi vì va rút mưa tên giảm tốc, hắn tẩu vị cũng không có tránh rơi thét móc, từ đó bị một vòng mới mưa to gió lớn. Nhưng, lúc này cộng tác STIZ đã e tới, cho tàn huyết Thread phủ lên dẫn đốt. Đúng vậy, tại am hiểu nhất nữ cảnh sát bị ban, cường thế anh hùng lại bị cướp tình huống dưới. STIZ cái danh xưng này phiên bản UZ y hung hãn tiểu tướng bổn tràng tranh tài mang không phải quan thuẫn, cũng không phải trị liệu, mà là dẫn đốt. Đương nhiên, cũng không cần đến quá mức kinh ngạc, bởi vì AJC dẫn đầu đốt từ khi S2 trận đấu mùa giải đến nay chính là rất thường gặp một loại cách chơi, nhất là EZ loại này bảo mệnh năng lực cực mạnh anh hùng cho tới bây giờ đang triệu hoán sư kỹ năng phương diện cũng còn có không ít người từ bỏ thủ đoạn bảo mệnh, mà lựa chọn tiến công tính mạnh hơn dẫn đốt. Biểu người máy bị đánh ra bị động một khắc này, thuyết trên thân cũng xuất hiện một vòng mắt trần có thể thấy màu vàng sẫm thiêu đốt hỏa diễm. Thời khắc máu chốt, Lâm Mục không có đi quản hướng tới tàn huyết tần ý thiên, mà là tăng lớn phát ra cường độ, đuổi theo kinh người máy hành hung một trận. Lúc này, đã đến khảo nghiệm song phương phụ trợ đối với tự thân HP cùng thoát ly lúc chiến đấu cơ đem khống rồi hình tượng bên trong người máy cùng thét gần như đồng thời quay đầu lui về sau đi chỉ bất quá một cái là giao tóc biến đi một cái khác thì cần muốn dựa vào hai chân chạy xong cơ hồ toàn bộ tuyến lộ trình đuổi theo người máy một đường cuồng a vì có thế a ra một lần cuối cùng lâm mục thậm chí không tiếc giao ra mình tóc biến nhưng mà dù cho cuối cùng này một cái bình A đánh vào người máy trên thân, cũng mới khó khăn lắm đem nó hộ thuẫn đánh vỡ mà thôi, pin đối với mình HP chưởng khống đến cực kỳ đúng chỗ. Nhiều như vậy máu cũng dám tóc biến A, sống ở trong mộng. Pin lúc này đã vọt vào tới gần phe mình tháp phòng ngự dựa vào tường bụi cỏ, chẳng những thành công bị kẹt rồi địch nhân tầm mắt, càng quan trọng hơn là vê đúc da tóc sắp làm lạnh. Hắn cảm thấy mình lúc này đã an toàn, thậm chí trong đầu còn thỉnh thoảng hiện lên trở về trở về tiếp ứng e gieo suy nghĩ. Nhưng mà, cũng liền tại gia hỏa này tràn đầy tự tin mở ra vê đúc quá tải vận chuyển lúc, một đạo chứa đầy rồi lực đạo từ phía sau chiếu nghiêng mà đến màu đỏ sậm tiễn mất, trong nháy mắt xuyên qua thân thể, đánh ra một đạo gần 300 điểm tổn thương giá trị tin không phải là không có thử qua dùng tẩu vị đi tránh một tiễn này, nhưng mà tiếng thảo dựa vào tường cố nhiên có thể bị kẹt đối phương tầm mắt, nhưng cũng mang đến cho hắn một cái cực kỳ muốn mạng sơ hở, đó chính là tẩu vị cơ hội bị hạn chế. Tại rồi một đầu chật hẹp thẳng tắp lên. Lâm một cái này vừa đúng một tiễn, phong kín hắn tất cả tẩu vị. Phi blue. Một đạo 400 nhắc nhở chữ từ đỉnh đầu tại phiêu khởi, lâm một nhưng không có trầm tĩnh lại, bởi vì đã mình cầm xuống chính là một máu, đã nói lên tầng ý thiên thuyết còn chưa chết. Cẩn thận, e gieo dết trở lại tới, hắn không có tóc biến. Tần ý thiên thanh âm vang lên. Lúc này, HP của nàng đã không đủ ba chữ số, chỉ cần lại bị EZ một cái quy thậm chí một cái v đúc đi đều sẽ chết không có chỗ chôn. Không có tóc biến sao? Không có tóc biến vậy liền chết chung đi. Dù cho Lâm Mục và Rút lúc này trạng thái chưa chắc so EZ mạnh, nhưng ở nghe được Tần Ý Thiên nhắc nhở về sau, cũng lập tức cho thấy mình nóng nảy một mặt. Hai người đối mặt về sau, hắn không chút do dự cắt đứt ez đường lui từ bỏ tầm bắn ưu thế trực tiếp cùng cái sau thiếp mặt vật lộn không thể không nói stiz người này cũng không phải một cái sẽ tùy tiện nhận sợ tuyển thủ khi nhìn thấy cái này và rút dám can đảm ngăn trở sau này mình không cần suy nghĩ liền dựa vào tẩu vị cùng đối thủ đơn đã độc đấu thật đúng là đừng nói tại tẩu vị vô ý tình huống dưới trúng liền nét hai cái quy về sau lâm mục thật đúng là đã rơi vào hạ phong dù sao va rút vốn cũng không phải là một cái lấy đơn đấu tăng trưởng anh hùng, lại thêm đánh giết anh hùng sau tăng lên 60% tốc độ đánh bị động hiệu quả lúc này đã biến mất, từ tràn diện nhìn lại, hắn thật đúng là không nhất định đánh thắng được cái này EZ. Uy, ta không có đèn lồng nha. Thấy tình thế không ổn, hậu phương Tần Ý Thiên không khỏi lên tiếng nhắc nhở, nàng trước đó bị EZ tốc biến truy sát lúc chính là dựa vào đèn lồng hộ thuẫn cứu mình một mạng cấp một đèn lồng thời gian cung đao vượt qua 20 giây, nếu là Lâm một lúc này trông cậy vào mình cứu hắn, vậy liền không khỏi quá ngây thơ rồi một chút. Ngươi đừng tới đây. Lâm một lúc này đã toàn tâm toàn ý tập trung vào cùng đối thủ solo bên trên, không có chút nào đem Tần Ý Thiên để ở trong lòng. Tần Ý Thiên cũng là quan tâm sẽ bị loạn, thẳng đến va rút tại một khắc cuối cùng trên thân xuất hiện một vòng thật dày quan thuẫn. Nàng mới đột nhiên nhớ tới gia hỏa này còn có một cái lá trắng vô dụng song sát hệ thống nhắc nhở vang lên một khắc này, tần ý thiên khó chịu nhăn nhăn cái mũi. Hừ, quả nhiên là cái tâm cơ boy, sớm biết nên cho nhà người lớn một chút trò chơi độ khó. Có người dạng này sao đại tiểu thư, ta thế nhưng là bệnh nhân a. À? Lâm Mục cầm xuống hai cái đầu về sau, tâm tình vô cùng tốt, thế là cũng đi theo bần rồi một câu. Tần ý thiên tóc ngắn dương lên. Thôi đi, ngã bệnh còn có thể song sát đối diện, ngươi là có bao nhiêu xem thường người ta lão mẹ nuôi chiến đội a à? là lg lâm mục sửa lại tới không có ý tứ ta chỉ ăn qua lão mẹ nuôi tần ý thiên rất bản thân tốt a à, kỳ thật lg mặc dù không có như vậy nổi danh nhưng nói thật cũng là một loại rất không tệ cây gà nhãn hiệu lâm mục hảo tâm giải thích tần ý thiên lại thừa lúc vắng mà vào a à, lg là rác rưởi nhãn hiệu lời này thế nhưng là chính ngươi nói là cây gà không phải rác rưởi ta trước kia còn tại trên mạng mua qua lgg cây gà đâu hương vị cũng không tệ lắm thật lâm mục rất bất đắc dĩ chật chật liền rác rưởi đều ăn nguyên lai like lâm một ngươi là như vậy ngươi ts muốn diễn viên quần chúng thư hữu mời thống nhất đến diễn viên quần chúng lâu bên trong nhắn lại mình phát bài viết sẽ bị bao phủ lão meo phải dùng thời điểm căn bản tìm không thấy Hữu Nghị nhắc nhở, chỉ có đến diễn viên quần chúng lâu bên trong nhắn lại mới có cơ hội đạt được diễn viên quần chúng A, tiện thể cầu một chút phiếu đề cử. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quan lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Tìm lực thiếu niên bạn đang nghe truyện tại mê audio.com Chương 84 Tìm lực thiếu niên Hoa hoa hoa, rơ tờ bọt hai người này tốt táo bạo hoa Chủ yếu vẫn là pin cùng STIZ cái này một đợt có chút quá nóng lòng Chúng ta có sao nói vậy, Tin cái này một đợt xác thực hung quá mức Ngươi nói ngươi một cái không có tóc biến phụ trợ Dựa vào cái gì tại người ta trước mặt như thế nhảy a à? Đúng vậy cũng không thể không nói vị này gọi ngang đức ngũ đức đại huynh để sát phạt quả đoán, đầu tiên là tóc biến bình A, à, quy thu lại người mấy, sau đó lại bằng vào mình thêm ra tới một cái lá trắng cùng EZ hoàn thành PK, cuối cùng thu hoạch song sát, đánh cho phi thường xinh đẹp. Trên tư liệu biểu hiện, vị này tuyển thủ tự hồ còn chỉ có 18 tuổi, lần thứ nhất lộ diện liền từ đại danh đỉnh đỉnh LGG bó cầm xuống một cái song sát, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A. À. Trước bày ra địch lấy yếu, câu dẫn ngươi đi lên đánh ta sau đó đột nhiên bộc phát một đợt đem ngươi ấn chết trên mặt đất người cho rằng tờ bọt cái này một đợt không phải ở lúc thao tác mà là ở lúc trí thông minh lên đúng vậy còn một chút không thể không sách chính là thoát cái này một đợt kỹ năng phóng thích bao quát sau cùng tàn huyết câu dẫn cũng tương đương đúng chỗ không nghĩ tới một vị người chơi nữ thế mà cũng có thể đem thoát cái này anh hùng chơi đến như thế trượt nói thật ta trước đó thấy qua đại đa số nữ tính người chơi đều là thích chơi cái gì đàn nữ A, à, Lulu A, à, Nami A à cái gì. Đấu trường trong quán, làm lâm một cùng tầng ý thiên ngay tại đấu võ mông lúc, giải thích trên đài một sướng một họa thanh âm cũng chưa từng ngừng qua. Được rồi, có thể nhìn thấy va rút cái này một đợt về nhà trực tiếp mua một cái gương hải tặc có được hai người đầu hắn đơn giản giàu đến chảy mỡ. Em bé đem xem điểm bỏ vào trang bị bên trên. Miller ngầm hiểu cùng so sánh, STIZ e cái này một đợt về nhà liền vẹn vẹn chỉ làm ra một cái huyết trượng, hai bên ác trang bị xuất hiện trên lệch không nhỏ. Đồng thời, đúng lúc này Midland cũng truyền tới một cái chiến báo, mù tăng một đợt Midland GANK thuận lợi đánh chết rồi đối diện trăng sáng. Bắt đầu không đến 5 phút, LGG một thuận tiện rơi ở phía sau ba người đầu, cảm giác bọn hắn hôm nay có chút xuất sư bất lợi a. À? Quả thật có chút nhưng là tin tưởng LGJ chiến đội mình cũng hẳn là ý thức được điểm này có thể nhìn thấy trăng sáng phục sinh sau trực tiếp đi đường trên cùng reezer đổi tuyến kỳ thật bọn hắn đã sớm cái kia làm như vậy bởi vì reezer ăn cướp xác thực không thế nào tốt đánh toàn minh tin thượng phong đội z liền đơn giết qua bắc mỹ minh tin đội milan reezer đúng vậy đem hợp thành rồi giáp tay xếp cơ trăng sáng đều đi đường trên lại để cho reezer đổi được mít lane cùng vũ khí đối tuyến đây đối với LGG trung thượng hai đường đều có chỗ tốt. Nhưng rơ tơ chiến đội rõ ràng cũng không muốn cứ như vậy tùy theo đối thủ, bọn hắn rất nhanh cũng làm tương ứng đổi, thường đổi được bên trong, bên trong đổi được lên. Hình tượng bên trong, làm chết qua một lần trăng sáng xuất hiện tại đường trên về sau, xuất hiện ở trước mặt nạn vẫn là cái kia ta muốn đánh 10 cái bá đạo thân ảnh. Thủ hạo lúc này đã đi tới rồi đường trên. Nhưng mà, LGG chiến đội quyết tâm muốn đem loại này ngựa đua chiến thuật chơi tới cùng, dù cho dạng này tấp nập đổi tuyến sẽ dẫn đến thua thiệt binh, cũng không quan tâm. Được rồi, cứ như vậy đi. Mắt thấy thụ hạo tự hồ cùng đối thủ gian thượng rồi, lâm mục không khỏi lên tiếng ngăn cản. Ngươi bây giờ đã có một cái đầu người nơi tay, chỉ cần không bị bắt đường trên rất tốt đánh, giác lúc này tại Midland có thể đưa đến lực uy hiếp sau ngươi càng lớn, có lợi cho giai đoạn trước tiểu long tranh đoạt làm chiến thuật chế định người cùng đoàn đội tổng chỉ huy, lâm mục tranh tài lúc ngoài trừ phải làm cho tốt mình đối tuyến bên ngoài, còn phải chiếu cố cái khác mấy đường, trù tính chung toàn cục. Đối diện đi rừng tại hạ lộ ra không có. Tiểu trên bản đồ, tần ý thiên tiêu ký rồi từng cái đường tam giác bụi có vị trí, đối diện hoàng tử mới bại lộ tại nàng làm tầm mắt phía dưới. Hoàng tử đẳng cấp rất thấp, tiểu hắc ngươi có thể đi đoạt kháng đỏ, đừng lo lắng, trực tiếp đến liền là. Lâm Mục giật dây bắt đầu. Ok. Tiểu Hắc là cái thẳng tính, tuân lệnh về sau, một đầu liền đâm vào đối diện giả khu. Bởi vì giai đoạn trước là một cái 3BUFF mở, lại thêm GANK lại lấy được rồi hiệu quả, lúc này hắn kẻ mù đã cấp 5, khách quan lên đối diện vốn chính là đơn BUFF mở hoàng tử đến, đẳng cấp cao hơn rồi rồng rã một cấp. Hình tượng bên trong, làm kẻ mù tiến vào địch quân giả khu về sau, Lâm Mục cùng Tần Ý Thiên liền cấp tốc đem binh tuyến đẩy vào địch quân tháp dưới, đem LGG hai người tổ gắt gao cái chốt tại rồi tháp phòng ngự hạ. Cứ như vậy, bọn hắn liền chiếm cứ có lợi tiên cơ, bất luận giả khu xảy ra tình huống gì trợ giúp đều sẽ so với tay trước một bước đuổi tới. Nhưng mà, rất đáng tiếc chính là, cho dù khi lấy được rồi như thế tốt đẹp xâm lấn dưới điều kiện, tiểu hắc tại xâm lấn quá trình bên trong cũng là bệnh cũ lại phạm, đó chính là tại ngồi sổng hoàng tử về sau, nhà này không cần suy nghĩ liền một cước quy rồi đi lên, cuối cùng mặc dù giao tóc biến truy sát, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là bức đối thủ một cái tóc biến, đem nó đánh về thành mà thôi. Đỏ BUFF còn có 10 giây liền sẽ đổi mới, vì cái gì liền không thể chờ hoàng tử mở đỏ lên lại đồng thủ đâu. Lâm Mục Châu Mày, hắn thấy cái này một đợt chỉ cần lại mai phục trong một giây lát, chờ hoàng tử đem kỹ năng đều giao rồi lại đồng thủ, đầu người tuyệt đối là giữ chắc bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt. Nếu như nói bắt đầu kia một đợt ngồi sống người lộ hãm còn có thể nói là tay trượt, lâm mục không đến mức đi trách cứ vị thiếu niên này đi rừng, như vậy cái này một đợt mù quáng loạn bên trên, liền để hắn bắt đầu có chút xem không hiểu rồi. Ta không muốn nhiều như vậy, còn kém mấy chục điểm huyết, ta coi là có thể giết. Tiểu hát mình cũng là một mặt ảo não. Không thể không nói, so sánh với lâm mục đã từng gặp qua những cái kia đi rừng vị thượng kẻ già đời, gia hỏa này vẫn là quá đơn thuần một chút. Như thế không tâm cơ, về sau làm sao đi cùng LPL thường những cái kia lão âm bức đấu. Lâm Mục cảm nhận được một tia lo lắng. Tiểu hát cái này liên tục hai đợt biểu hiện, để hắn không tự chủ được liền nghĩ đến rồi hậu thế một vị Âu sầu thất bại đi rừng tuyển thủ, đó chính là S4 cùng S5 thời kỳ đối diện chi này LGG chiến đội đi rừng, TBQ. Mặc dù nói TBQ trước mắt còn không có gia nhập LGG nhưng đồng dạng đều là lấy kẻ mù làm đại biểu anh hùng, đồng dạng đều là tính cách qua loa quá mức ngay thẳng, nhiều lần tại kinh nghiệm phong phú đối thủ thượng ăn thiệt thòi. Hai người này, theo Lâm Mục có được có thật nhiều chỗ tương tự. Đây cũng không phải là một cái tốt dấu hiệu. Hoa cũng liền tại lúc này, bành một tiếng vang lên, bọt dị biến nảy sinh. Bởi vì đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở giả khu, khiến cho Lâm Mục xuất hiện có chút tẩu vị sai lầm. Tin người thế nào? nhìn thấy cơ hội này về sau, gia hỏa này không cần suy nghĩ liền tốc biến tiến lên, một cái năng lượng thiết quyền đem lâm mục chú y bay lên, hoàn toàn không để ý thượng một đợt thất bại, lại một lần thổi lên xuống đường tiến công kèn lệnh. Nhưng mà, rất đáng tiếc chính là, dù cho bởi vì khoảng cách quá gần, lâm mục không cách nào tránh thoát người máy tiếp xuống kia một câu. Nhưng Thread kịp thời cho ra một cái đèn lồng nhưng trong nháy mắt đem hắn cứu lại, đi tới khoảng cách an toàn. Cho đến lúc này, Pin mới phát hiện, trừ phi đem đối diện câu tiếng tháp dưới, nếu không phe mình căn bản cũng không có đầy đủ khống chế cùng phát ra đem đối phương đánh chết. Trên thực tế, đừng nói là giết chết, chính là nghĩ trọng thương đều rất khó. Lấy vừa rồi kia một đợt làm thí dụ, lâm mục và rút từ đầu tới đuôi chỉ tổn thất không đến 3 thành lượng máu, tại giai đoạn trước ưu thế tình huống dưới, đối diện đây đối với Bo tổ hợp căn bản là đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đối với LGG tới nói, cái này không hề nghi ngờ lại là một đợt thất bại tiên cơ. Đồng thời, người máy tóc biến dao rơi sau không đến nửa phút, mù tăng liền xuất hiện ở bo tháp về sau, tạo thành một bó ta hạ ba bao hai. Vượt tháp cường sát bắt đầu về sau, đứng mũi chịu sào chính là pin cái này tiến công dục vọng cực kỳ mãnh liệt hay là nói có được một bộ đầu sắc LGG linh hồn nhân vật, bị mù tăng một cước đá phải tháp phòng ngự biên giới về sau, thảm tao đồ sát. Về sau, STIZ e gieo ý đồ trốn hướng hai tháp, lại bị tiểu h một cước quy bên trong, cuối cùng bị đỏ BUFF tư sống dính chết. Từng, cái này đợt không tệ. Chứng kiến toàn bộ quá trình lâm mục khẽ gật đầu, rất cảm giác an ủi. Tiểu tử này mặc dù tâm cơ cạn hơi có chút, nhưng thao tác cùng phản ứng đều là đỉnh tim trình độ, mà lại đoàn chiến ý nghĩ rõ ràng, biết làm như thế nào lập đoàn, chỉ cần có thể tại trên sàn thi đấu nhiều hơn rèn luyện, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể thắng qua LPL thượng những cái kia nổi danh đi rừng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, tại S5 trước kia, trong nước xưa nay không thiếu lấy sáu lộ cùng kinh nghiệm trí thắng ăn cỏ hình đi rừng. Chân chính thiếu khuyết là bởi vì insect loại kia lấy thao tác cùng lập đoàn tăng trưởng ăn thịt tính đi rừng. Rất rõ ràng, tiểu hắc có cái này tiềm lực. Còn có phiếu đề cử bằng hữu cũng không cần ẩn giấu, nhanh lên một chút giao ra đi, tước vũ khí không dết bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Tuyệt không nương tay Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 85 Tuyệt không nương tay 10 phút vô danh Vốn có lấy ba người đầu cùng một đầu tiểu long ngoại định mức kinh tế tăng thêm dưới, Lâm Mục không có gì bất ngờ xảy ra trở thành trên trận cái thứ nhất đại kiện người sở hữu. Cái này một thanh, hắn không cùng huấn luyện thi đấu đồng dạng tùy hứng làm bậy, mà là đàng hoàng đi theo phiên bản ra trang. Trở lại bo, tiếp tục phát dục. Cần vạch chính là, lúc này đối diện LGG tiếp theo tháp vẫn còn, lâm mục trước đó mặc dù một lần có cơ hội cầm tháp, cũng không có lựa chọn làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, đến một lần hắn cái này một thanh cũng không phải là nữ cảnh sát, không cách nào phục chế trước đó đánh RS lúc sử dụng chuyển tuyến nhanh đẩy. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là một khi Lâm Mục quá sớm đem tòa tháp này điểm rơi, như vậy thường một đợt về nhà ra được nữ thần chi nước mắt EZ thế tất sẽ thuận tay binh tướng tuyến khống tại hai tháp phát xuống nở, đến lúc đó nhận kiềm chế ngược lại là chính hắn. Cùng ham phá mất một tòa tháp ít lợi, chẳng bằng lợi dụng tòa tháp này tồn tại làm một chút văn chương. Lâm Mục xưa nay không là một cái thiển cận người. Lấy hắn đối LJJ chi đội ngũ này hiểu rõ, đừng nói là không, hai chính là không, năm, bọn hắn bo cũng tuyệt đối sẽ không dội tắt ở sâu trong nội tâm kia cổ đem thế yếu đánh trở về dục vọng chi hỏa. Chính như Lâm Mục cho ra đánh giá, tin cùng STIZ tạo thành đây đối với bo đầu rất cứng, nói đúng là trời sinh luyện thành rồi một bộ thiết đầu công cũng không đủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói bọn hắn lòng háo thắng rất mạnh mà thôi, phàm là có thể tại e, support vòng nổi danh, ai cũng không phải thiểu năng, càng không có người sẽ ở liền ăn hai lần thua thiệt về sau còn ngốc hô hô xông lên chịu chết. Lúc này, Lâm Mục liền đối mặt với dạng này một cái bẫy mặt, trải qua hai đợt song sát về sau, đối thủ đã học ngoan, mặc kệ châm ngòi sắc dụ cũng không còn tùy tiện ra tháp. Gertabo đánh chết Reuter, Fire. Nhà dột còn gặp mưa, ngay tại bọt ưu thế không cách nào mở rộng lúc, đối diện hoàng tử phối hợp trăng sáng kích vô chết rồi viêm hỏa thần. Đừng nhìn lâm một bọn người giai đoạn trước đánh ra một cái năm, không tiểu cao triều, cũng lấy xuống đầu thứ nhất tiểu long, nhưng tính toán đâu ra đấy, lúc này kinh tế dẫn trước cũng liền 3.000 khối tiền mà thôi, còn không đủ để chuyển hóa làm thắng thế. Đồng thời, cũng liền tại không lâu về sau, đối diện EZ về nhà hợp thành ra thần kiếm. Cái này phiên bản thần kiếm vẫn là dùng bạch kiếm hợp thành, còn không có tăng giá, 2.100 khối liền có thể cầm xuống đây cũng là vì cái gì STIZ giai đoạn trước sập bàn, vẫn có thể nhanh như vậy ra đến kiện trang bị này nguyên nhân. Lâm mục trang bị ưu thế đang dần dần thu nhỏ bên trong. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, xem ra cần phải cho bọn hắn hạ điểm hung ác liệu mới được. Mắt thấy Lâm vào cục diện bế tắc, Lâm mục không khỏi ánh mắt nhắm lại, bắt đầu suy tư bắt đầu đừng nhìn LGG tiến vào LPL thời gian thông qua là nửa năm sau 2013 thành thị tranh bá thi đấu mùa đông thi đấu tổng quyết tái, tại lần này mùa hạ thi đấu bên trong, bọn hắn cũng không có lấy đến LPL vé vào cửa, thậm chí liền tứ cường cũng không vào, tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải bị loại. Nhưng, cái này thuần túy là bởi vì chi đội ngũ này vận khí không tốt, kiếp trước cùng RS cùng IG cái này hai chi đoạt giải quán quân đại đứng đầu phân đến rồi một tổ. Lâm một kiếp trước đã từng nhìn qua LGG tại lần này tranh tài thượng biểu hiện, sau chi chi đội ngũ này điểm mạnh. liền lấy tiểu tổ thi đấu giao đấu Iz biểu hiện tới nói, tại trận đấu này bên trong, LGG nếu như không phải xuất hiện chỉ huy sai lầm, tại bốn mươi mấy phút lúc đoàn diệt đối thủ sau cưỡng ép muốn một đợt kết thúc tranh tài kết quả lại bởi vì STIZ 15 giết nữ cảnh sát tăng thêm, tại tối hậu quan đầu không có đi chút thủy tinh, cuối cùng gặp được Iz chiến đội căn cứ 50 máu lực bàn, như vậy kiếp trước 2013 mùa hạ thi đấu tổng quyết tái quán quân Vinh dự liền không khả năng rơi xuống y trên đầu. Tình huống lúc đó, cái này hai chi đội ngũ đều riêng phần mình bại bở một ván, tiểu tổ thi đấu điểm tích lũy giống nhau, đều là một phần, người nào thắng ai tiến tứ cương. Nếu như Lâm Mục nhớ kỹ không sai, thẳng đến trận đấu kia kết thúc, LGG chiến đội đầu người, kinh tế cùng rồng đếm, đều là trên diện rộng dẫn trước tại YG. Nhưng mà, đúng là bọn họ chủ quan, chôn vùi rơi mất một trận vốn nên nên chắc thắng tranh tài. Có thể nói, kiếp trước LGG là phi thường biệt khuất, bọn hắn tuyệt đối có được xông vào tứ cường, thậm chí là vấn đỉnh trận chung kết thực lực, nhưng cuối cùng lại thua ở rồi mình thiết đầu công lên. 10 vị trí đầu phút vô địch, sau 10 phút vô não, nói chính là chi đội ngũ này, chỉ ít tại S5 dẫn vào hàng viện binh trước kia, bất luận bọn hắn như thế nào gây dựng lại đội ngũ, đều chạy không thoát cái này vòng lẫn quẩn. Bất quá, nói thì nói như thế, nhưng đối diện cái này một thanh cầm dù sao cũng là một cái không cần cái gì phối hợp tinh diệu song pháp thản đội hình, thật đánh tới hậu kỳ, hưu chết vào tay ai còn khó nói. Lâm Mục sắc mặt có chút ngưng trọng, bọn hắn cái này một thanh là cái dao phay đội, trong đội một cái AP phát ra đều không có. Mọi người đều biết, dao phay đội không có hậu kỳ. Càng về sau kéo, đối rơ tơ chiến đội liền càng là bất lợi. Lúc này, nhất định phải có người đứng ra mang tiết tấu mới được. Lâm Mục trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, kiếp trước RS sở dĩ có thể nhẹ nhõm cầm súng chi đội ngũ này, chính là dựa vào một đợt nối một đợt như thủy triều tiến công, đem LGG đánh cho không có chút nào thở dốc không gian, cuối cùng tại 30 phút trước đó liền thuận lợi kết thúc rơi mất tranh tài. Châu Ngọc phía trước, Lâm Mục tự nhiên muốn phục chế một đợt. Đúng lúc gặp lúc này, đối diện đi rừng hoàng tử xuất hiện tại đường sông vị trí, bị Tần Ý Thiên trước đó cắm xuống một cái tầm mắt dò xét đến. Gia hỏa này cương trảo sông Mít Len là không có đại chiêu. Ánh mắt thời gian lập lòe, Lâm Mục cảm thấy hung ác, quả quyết quyết định dùng tự mình làm mồi. Hắn lúc này có sông triệu đã tốt, lại có vô danh nơi tay, có thể nói có đầy đủ tiền vốn đi câu cái này một đợt cá. Câu thông qua đi, Lâm Mục cùng Tần Ý Thiên đều không có kịp thời rút lui. Thẳng đến Hoàng tử xuyên qua Tiểu Long đường sông, đi vào kết nối bọt đường sông bụi cỏ, Lâm Mục mới làm bộ lui lại, một bộ hốt hoảng chạy trốn bộ dáng chật vật. Quả nhiên, đối thủ bên trong mà tính, chẳng những người máy mở ra vê đúc mạnh mẽ xông tới đi lên, Hoàng tử tại cắm vào bọt về sau cũng một cái tóc biến e quy tới đây. Thật vất vả bắt được cơ hội, mấy người kia nghĩ một đợt đem trước đó thế yếu toàn bộ cho đánh trở về hoa lâm mục dao né tránh rơi hoàng tử nhị liên, cùng lúc đó thét tại quân kỳ rơi xuống đất vị trí ra câu, thuận lợi câu bên trong cái này giai đoạn trước vô cùng thê thảm cấp 7 hoàng tử. Một cái đi rừng so A dê đẳng cấp còn thấp, cũng là không có người nào. Phối hợp thét khống chế cùng dẫn đốt, lâm một bật hết hỏa lực, thậm chí liền đại chiêu đều không tiết kiệm, vì chính là dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết gia hỏa này. Hoàng tử ứng thanh ngã xuống đất. Nhưng, Chiến đấu còn xa xa không có kết thúc, cũng không phải Lâm Mục bọn người lòng tham, mà là tại Hoàng Tử trước khi chết nhục thân cản thương Tần Ý Thiên liền bị người mấy một cái móc câu tới. Lúc này đang bị đối diện hai người đánh tàn bạo. Thét tại trước khi chết mở ra rồi mình đại chiêu, đồng thời cho Lâm Mục một cái đèn lồng. Lâm Mục không cần suy nghĩ, trực tiếp điểm đèn bước vào chiến trường, điên cuồng phát ra đối diện e gieo. bọt hai người rõ ràng không ngờ rằng Lâm Mục sẽ như vậy cương. Bối rối phía dưới, chẳng những pin giao ra mình đại chiêu cùng kiệt sức, STIZ cũng thành thành thật thật đem thiêu đốt giao ra, ý đồ trong thời gian ngắn nhất giết chết Thread, tốt bước ra đối phó cái này phát ra phá trần và rút. Cũng không phải STIZ không biết ác cùng phụ trợ cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn cũng không thể để đó tàn huyết không đánh, đi đánh một cái đầy máu A. À. Nhưng mà, mắt thấy Thread liền muốn ngã xuống đất, Tần Ý Thiên nắm ở trong tay một cái tóc biến. Lại một lần để STIZ gặp phải đợt thứ nhất đối bính lúc xấu hổ. Lần trước, hắn chính là bị Thread một cái tóc biến cho tú rồi một mặt. Cơ hồ là không chút do dự, STIZ giao tóc biến tiến lên một cái bình A Thu lại Thread đầu người. Nhưng mà, Thread là giết chết, nhưng trả ra đại giới là, chính hắn cũng rất nhanh bị kiệt sức kết thúc sau và rút xử lý. Lâm Mục trước mắt phát ra, sớm đã không phải 10 phút trước có thể so sánh. Rất nhanh trên trận chỉ còn lại có một cái pin. Một trận thuộc về người máy tuyệt địa đại đào vong, lại một lần tại hạ đường triển khai. Lần này, pin vận khí liền không có trước đó tốt như vậy, chẳng những vừa quay đầu liền dẫm lên rồi thét đại chiêu, mãi mới chờ đến lúc đến giảm tốc hiệu quả biến mất, lại bị người cách không hút một hơi lão huyết, lần nữa bị phủ lên một cái tiếp tục bốn giây giảm tốc. Đúng vậy, Lâm Mục còn lưu lại một tay vô danh kỹ năng chủ động. Cái này phiên bản vô danh chủ động hiệu quả, chẳng những có thể tạo thành 15% lớn nhất HP vật lý tổn thương, đồng thời ăn cắp đối phương tốc độ di chuyển tiếp tục thời gian cũng còn rất dài đạt 4 giây lâu. Triple kill Theo một đạo tam sát nhắc nhở vang lên, trận này Lâm Mục cùng Tần Ý Thiên hai người hiệp đồng hai đánh tam đại chiến, cuối cùng lấy một đổi ba kết thúc mỹ mãn. Có thể nói, cái này một đợt đánh xong về sau, bao quát tại pin ở bên trong LGG bo cả người đều là mộng bức. Không quan tâm kiếp trước bọn hắn tại lần này trong trận đấu đánh cho có bao nhiêu biệt khuất, một thế này, có rồi lâm mục tham dự sau sẽ chỉ làm bọn hắn đánh cho càng thêm đau đớn cùng khuất nhục. Lúc này, dưới đài rất nhiều người xem có lẽ sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng, phàm là trải qua S5 thế giới tổng quyết tái người chơi, nhất định sẽ không có người sẽ quên làm lúc ấy LPL quán quân LGG tại trên quốc tế là dạng gì sĩ nhục biểu hiện. Làm trước trận thủ nhất trong ngoài nước người chơi xem trọng một chi đội ngũ, tiểu tổ thi đấu không có ra biên còn chưa tính, thế mà có thể đánh ra kém chút bị không phong thành tích. Có thể nói, chính là chi đội ngũ này, để ngàn vạn trong nước người chơi sau đó một đoạn thời gian rất dài đều sinh hoạt tại biệt khuất bên trong. Về phần đối lâm mục mà nói, trong vòng đã từng thịnh truyền 10 vạn đi vào 800 vạn ra mua bên ngoài đánh giá thi đấu truyền ngôn, nhất có chỉ chính là chi này lạm dụng hàng quốc ngoại viện không biết xấu hổ là vật gì Paris mua hộ đội. Đối với dạng này một chi không có tiết tháo chút nào đội ngũ, Lâm Mục nếu là có bất luận cái gì nhân từ nương tay ý nghĩ, đó chính là đối toàn bộ Trung Quốc e support tàn nhẫn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 tuyến thượng gian dung dịch. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 86 Tuyến thượng gian dung dịch Chúc mừng rơ thắng ngay từ trận đầu. Rất khó tưởng tượng, giống như vậy một chi trước đây chúng ta chưa từng nghe nói qua đội ngũ, có thể lấy như thế điểm số lớn chiến thắng LGG chiến đội. Tại vừa rồi trận đấu này bên trong, ngoại trường Midland bên ngoài, Rơ tơ trên dưới giả ba đường toàn bộ đều là đại ưu thế mặc dù nói lgg bên này milan trăng sáng phát huy coi như không tệ tại giai đoạn trước bị bắt một lần tình huống dưới còn tại trung kỳ mang tuyến lúc lợi dụng mình kim thân đơn giết một lần dét biểu hiện phi thường chói sáng nhưng bất đắc dĩ đồng đội thế yếu quá lớn cuối cùng vẫn là không có thể ngăn ở địch nhân thế công chúc mừng rơ tơ chiến đội theo giải thích nhóm kết thúc công việc thức tổng kết vang lên tranh tài tuyên bố kết thúc tại trận này tổ a trận đấu thứ nhất bên trong rơ tơ chiến đội tại lâm Mục đám người đồng tâm hiệp lực dưới, chỉ dùng 27 phút liền phá hủy rơi mất đối phương căn cứ thủy tinh, so kiếp trước RS ép nhanh hơn rồi 2 phút. Hậu trường phòng nghỉ. Lâm Mục, ngươi không sao chứ? Thẳng đến từ tuyển thủ ở giữa ra, mọi người mới phát hiện một trận tranh tài đánh xong về sau, Lâm Mục sắc mặt chẳng những so trước đó lại khó coi rất nhiều, mà lại trên trán hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi, liền phản phất vừa mới trải qua một trận vận động dữ dội, cả người lung lay sắp đổ. Vẫn chịu được. Lâm Mục khẽ gật đầu, cố ý làm nhạc cái đề tài này. Chúng ta trận tiếp theo tranh tài một tiếng đồng hồ sau sau đánh, thừa dịp trong khoảng thời gian này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hạ Trạch Quang đánh tới một chậu nước lạnh, chuẩn bị dùng khăn mặt giúp Lâm Mục chườm lạnh hạ nhiệt độ. Để cho ta tới đi, cái này ta hội. Tần Ý Thiên khó được nhu thuận một lần. Lúc này, Lâm Mục thì thì đã mơ màng thiếp đi vừa rồi giao đấu LGG trận đấu kia, tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực cùng thể lực, Lâm Mục có thể cảm giác được trạng huống thân thể của mình càng lúc càng kiệt sức. Một giờ thoáng qua liền mất, Lâm Mục cảm giác chính mình mới mới vừa ngủ, liền bị người đánh thức. Đại Mộc đầu, rời giường rồi, cái kia chúng ta ra sân nha. Lâm Mục chậm rãi mở to mắt, tại tầng ý thiên trợ giúp hạ đứng dậy, đi theo đại bộ đội đi ra phòng nghỉ. Chúng ta trận tiếp theo, là đánh VG vẫn là LXH. Lâm Mục Thiêu đến có chút hồ đồ rồi. LXH. Tần Ý Thiên nói. Ta vừa mới nhìn bọn hắn tranh tài, chi đội ngũ này liền lão mẹ nuôi cũng không bằng, không có gì bất ngờ xảy ra, ba chúng ta hai lần là có thể đem bọn hắn giải quyết hết. Lâm Mục gật đầu. So sánh với còn lại mấy cái bên kia như lan như hổ đội dự thiên ngủ, chi này gọi lũy hâm oái tây nam khu quán quân quả thật có chút bình thường rồi, đội viên thực lực cũng phổ biến yếu kém. Lên đài trước đó, Lâm Mục đầu tiên là dùng một bình băng nước khoáng rửa mặt, cố gắng để cho mình ký ức cùng ý nghĩ dần dần tỉnh táo lại. Hôm nay cái này ba trận tranh tại BP an bại cùng chiến thuật sáu lộ toàn bộ đều chứa ở trong đầu hắn, cũng không thể cứ như vậy hồn hồn ngạt ngạc đi thi đấu. BP bắt đầu. Trận đấu này, Roter bị phân tại rồi màu lam phương. Dưới sự chỉ huy của Lâm Mục, đội hình rất nhanh xác định. Màu lam phương rơ tơ. Top lane đi rừng mù tăng, Milan Jaser, bóc nữ cảnh sát Lulu. Tử sát phương LXH. Top lane Gia, đi rừng Elite, Milan thẻ bài, bóc Vayner Threat. Tranh tài chính thức bắt đầu. Cái này một thanh, song phương là cái bình thường bắt đầu, chẳng những một cấp đoạn không có đánh nhau, ba đường cũng đều là bình thường đối hình đường thẳng thái lấy song phương đội hình mà nói, chỉ cần bình thường đối đầu tuyến, đối rơ tơ tới nói chính là ưu thế. Vừa lên mạng, Lâm Mục cùng Tần Ý Thiên liền lấy được rồi tràn diện thượng dẫn trước, một lần đem đối diện bọt ép tới không dám lên trước ăn binh. Làm đợt thứ hai có được xe ngựa binh tuyến lúc online, Lâm Mục nữ cảnh sát đã giành trước đối thủ gần 10 cái đao cùng vượt qua một phần ba lượng máu, chỉ bằng vào đối tuyến liền đem LXH bọt đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Sở dĩ có thể lấy được như thế đại ưu thế, ngoài trừ kiến thức cơ bản cùng đối tuyến kinh nghiệm càng hơn một bậc bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là đối diện là một cái nơ, tuyến thường bị nữ cảnh sát trời khắc, đổi lên máu đến căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Trên thực tế, cái này cũng không thể trách LXH bot tìm đường chết, không phải bọn hắn tìm đường chết hết lần này tới lần khác muốn bắt Vayner đối tuyến nữ cảnh sát, mà là tại BP bên trên, bọn hắn liền bị lâm một gác gao áp chế. Tại đối diện bang rơi một cái va rút, đồng thời đầu đoạt dây sơ điều kiện tiên quyết, bọn hắn một hai tuyển không chút do dự cầm xuống rồi elit cùng thuyết hai cái này phiên bản anh hùng. Nhưng mà, là màu lam phương rơ tơ tiếp xuống dây khóa nữ cảnh sát lúc, bọn hắn mới ngạc nhiên phát hiện, phía bên mình đã không có cái gì ác anh hùng nhưng cầm rồi. EZ Cái này anh hùng tuyến thượng ngược lại là dầu cù là, chính là đoạn chiến quá mềm, chính thức trong trận đấu tỷ số thắng quá thấp lấy hôm nay tranh tài mà nói, Phạm là dám cầm EZ trên cơ bản đều thua. Tại đã thua qua một trận cho VG tình huống dưới, LXH hiển nhiên đã không tín nhiệm nữa cái này anh hùng, do dự mãi sau cuối cùng vẫn lấy ra vay Đây chính là bọn họ bo sở dĩ bị hành hung nguyên nhân. Kỳ thật không chỉ chỉ là bo, bao quát thường trung hai đường ở bên trong, lúc này đều là rơ tơ chiếm ưu. Bất luận là lên đường Kennen đánh giá, vẫn là Midland Jayser đánh thẻ bài, cơ hồ đều có thể nói là đại ưu thế đối tuyến có thể tại màu lam phương chọn được loại này ba đường cao tơ đối diện đội hình không thể không nói lâm mục trước trận mấy cái ngày đêm cố gắng không có uổng phí dù cho trước mắt trong nước vẫn chưa hết chỉnh huấn luyện viên hệ thống giống lxh loại này không phải uy tín lâu năm chức nghiệp câu lạc bộ thậm chí liền cái ra dáng huấn luyện viên đều không có nhưng muốn đạt tới cái hiệu quả này cũng không phải chỉ bằng vào kinh nghiệm cùng tầm mắt liền có thể làm được có lẽ tại người bình thường xem ra cái gọi là bp chính là trước cắm rơi đối diện ba anh hùng sau đó lại cho phe mình mỗi người chọn một anh hùng là một phần đơn giản đến không thể lại đơn giản công việc kỳ thật không phải chính thức trong trận đấu bp nhất là muốn đạt tới lâm một loại hiệu quả này hoàn mỹ bp cần xây dựng ở một phần khổng lồ tư liệu trên cơ sở chỉ ít cần đúng đúng mặt mỗi cái tuyển thủ am hiểu anh hùng cùng bp quen thuộc tiến hành qua xâm nhập nghiên cứu về sau mới có thể coi đây là căn cứ tiến hành thôi diễn. Trên thế giới này, chưa từng có không làm mà hưởng sự tình, mặc kệ là cuộc sống thực tế vẫn là thế giới trò chơi. Huống chi, rơ tơ trước mắt vẫn chỉ là một cái tân đội mà thôi, mặc dù có được rồi một chi chức nghiệp đội cơ sở phối trí, nhưng bất luận là tại nội tình vẫn là đoàn đội hợp tác bên trên, trong thời gian ngắn vẫn khó mà cùng những cái kia đã tại chức nghiệp trên sàn thi đấu tích lũy nhiều năm kinh nghiệm uy tín lâu năm câu lạc bộ so sánh muốn có đoạt được, nhất định phải trước có chỗ nỗ lực. Tại E, support trên sàn thi đấu, nỗ lực cùng thu hoạch vĩnh viễn là thành tỷ lệ thuận. Điểm này, cho dù là có được 5 cái trận đấu mùa giải ưu thế lâm mục, cũng không thể ngoại lệ. Ừm, chiếu như thế phát triển tiếp, trận đấu này muốn cầm xuống không khó lắm. Nhìn lướt qua mỗi loại con đường đối tuyến tình huống về sau, lâm mục thỏa mãn gật đầu. Lúc này, riêng là ba đầu tuyến dẫn trước bổ đao, liền vì bọn hắn mang đến gần 2.000 kinh tế ưu thế. Bất quá, cũng liền tại tất cả mọi người cảm thấy cái này một thanh ổn thời điểm, Midland đột phát tin dữ. Tranh tài tiến hành đến 8 phút, viêm hỏa thần dây sơ vượt tháp cường sát đối diện thẻ bài thất bại, ngược lại giao rơi mất mình một máu. Cái này một sai lầm, đưa đến hậu quả trực tiếp chính là dây sơ lại khó mà đối cầm tới một máu sau thẻ bài hình thành hữu hiệu áp chế lực, 10 phút sau thẻ bài một đợt bay xuống, khiến cho Lâm Mục cùng Tần Ý Thiên hai người không thể không song song giao tóc biến. Thẻ bài cái này anh hùng một khi rút ra thân đến, đối hai cái đường biên hình thành áp lực có thể nghĩ. Càng đừng đề cập, đối diện LXH Milan tuyển thủ vẫn là chi đội ngũ này bên trong có tiềm lực nhất một cái điểm, cũng là Lâm Mục tại toàn bộ lần này trong trận đấu chú ý đến nhiều nhất một vị tuyển thủ. LXH, cô Lết Nếu có người đối cái này ID chưa quen thuộc, như vậy trong đó văn danh Giang Nam cùng Coca-Cola, tuyệt đối là hậu thế đông đảo liên minh huyền thoại người chơi nhất là ký ức vẫn còn mới mẻ một cái tên. E, support vòng có nói, tuyến thượng Giang Dung Dịch, đoàn chiến đồng vô địch. Đúng vậy, gia nhập hoàng tộc câu lạc bộ đánh lên đơn trước đó Giang Dung Dịch, tại cái này trận đấu mùa giải lúc còn là một vị thực sự mít lên tuyển thủ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 4 tiểu Midland Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 87 4 tiểu Midland 41 phút Cùng LXH tranh tài đánh xong, Lâm Mục đã toàn thân ướt đẫm, mồ hôi đầm đìa. Bởi vì Midland mấy đợt liên tục sai lầm, để trận này trong dự liệu 30 phút bên trong liền có thể kết thúc tranh tài, sửng sốt kéo tới 40 phút về sau tuy nói cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, rơ tơ chiến đội cuối cùng vẫn là nương tựa theo nữ cảnh sát cùng Kennen hậu kỳ đoạn năng lực thắng được rồi trận đấu này, nhưng toàn bộ quá trình lại cực kỳ xoắn suýt, kém xa trận đấu thứ nhất gọn gàng. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như không phải gặp gỡ chính là LXH chi này nhược lử, đổi thành cái khác đội ngũ, cái này một thanh rơ tơ chiến đội rất có thể muốn nuốt hận. Vốn phải là nghiền ép một trận tranh tài sở dĩ sẽ đánh thành dạng này, viêm hỏa thần dây sư tuyệt đối phải phụ chủ yếu trách nhiệm. Một cái dây sư thế mà hạn chế không được thể bài, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ a. À. Lâm Mục rất tức giận. Xuống đài quá trình bên trong, từ đầu đến cuối tắm lấy khuôn mặt, không nói một lời. Ta có lời muốn cùng hỏa thần giảng, các ngươi đều đi ra ngoài một chút. Trở lại phòng nghỉ về sau, Lâm Mục liền đem những người khác đánh ra. Đám người thức thời rời đi, cũng thuận tay gài cửa lại trong khoảng thời gian này cùng lâm mục ở chung xuống tới tất cả mọi người biết rõ đây là bảo tố tiến đến một lát an bình không người nào dám ở thời điểm này làm trái lại trong phòng chỉ còn lại lâm mục cùng viêm hỏa thần hai người trầm mặc sau một lúc lâu vẫn là lâm mục trước tiên mở miệng đối với vừa rồi ván này tranh tài có cái gì muốn nói không có viêm hỏa thần sắc mặt bình tĩnh không có chút nào muốn vì mình giải thích ý tứ cái này khiến Lâm Mục càng thêm kiên định rồi ý nghĩ của mình, đều đến lúc này, còn bày ra dạng này một bộ cao lạnh phạm cho ai nhìn. Rất tốt, vậy liền nghe ta nói. Lâm Mục sắc mặt lạnh lẽo, từ trên ghế đứng lên, tỉnh khoảng cách đánh giá trước mắt cái này so với mình còn phải cao hơn nữa cái đầu thon gậy cao tài sinh tới. Trước đó mình tốn hao đại lực khí từ cuồng diễm chiến đội đem hắn đào đến, ngoại trừ là bởi vì chiến đội vừa cất bước, cần đại thần tọa trấn bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là coi trọng kẻ trước mắt này mít lên mở thủy năng lực. Có thể mang ếch xanh một đám người đánh vào tiết kiệm trước trận 3, cũng trường kỳ bảo trì quốc phục kim cương một điểm cao đoạn. Từ lần đầu tiên nghe nói viêm hỏa thần sự tích lên, Lâm Mục liền một chút nhận định, gia hỏa này có đánh nghề nghiệp năng lực. Nhưng mà, cho dù ai đều sẽ có nhìn nhầm thời điểm, đến thiếu viêm hỏa thần tại gia nhập đội ngũ về sau biểu hiện, liền một mực tạm được, chưa từng có đạt tới qua Lâm Mục mong muốn. Chỉ cần xem một chút liền không khó phát hiện, vô luận là tại Phúc Châu lúc cùng RS trận kia trong lúc ác chiến, vẫn là hôm nay cái này hai trận tranh tài, viêm hỏa thần Midland đều là bị đối diện áp chế, thậm chí có thể nói thay phiên bị trị cũng không đủ. Nếu như nhớ không lầm, từ khi nửa tháng trước từ Phúc Châu sau khi trở về, viêm hỏa thần liền một mực trầu rỉ không vui, bình thường ở căn cứ cũng đều là một người huấn luyện đi ngủ, đọc lai like đọc vãng, rất ít cùng mọi người giao lưu cùng toàn bộ đội ngũ đều có vẻ hơi không hợp nhau trước đó lâm mục còn tưởng rằng đây là trầm mặc ít nói tính cách bố trí theo thời gian lâu dài mọi người quen bắt đầu về sau liền sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp nhưng sự thật lại là trong khoảng thời gian này xuống tới viêm hỏa thần chẳng những không có dung nhập đội ngũ ngược lại cùng mọi người dần dần từng bước đi đến rồi bây giờ nghĩ lại chỉ sợ chính là nửa tháng trước cùng rs trận kia quyết đấu để gia hỏa này lưu lại khúc mắt trên thực tế này cũng cũng không thể trách viêm hỏa thần quá mức bướng bỉnh, khi lấy được tự sắc phương cao tơ vị tình huống dưới, đối tuyến bị áp chế, chẳng những hai v 2 không có đánh qua, thậm chí còn kém chút bị đối diện đơn giết. Đều là yêu cơ đánh trăng sáng, Lâm Mục dùng yêu cơ lúc đem hắn trăng sáng đánh cho mặt mũi bầm dập, kém chút liền mẹ ruột cũng không nhận ra. Có thế viêm hỏa thần yêu cơ, tại đối đầu tuyết tuyết trăng sáng lúc, lại bị đối thủ đánh cho không hề có lực hoàn thủ cho dù cuối cùng thắng cũng là nằm thắng căn bản là không có phát huy ra yêu cơ cái này anh hùng uy lực to lớn như thế chênh lệch đối với viêm hỏa thần loại này cao ngạo tự ngạo người tới nói tuyệt đối có thể xưng một đã kích trầm trọng phải biết lúc trước hắn cầm yêu cơ đi cao tơ tuyết tuyết trăng sáng thời điểm thế nhưng là ông trực tiếp đem đánh nổ cái sau tự như lâm một lúc trước đánh hắn đồng dạng tâm thái đi đánh viêm hỏa thần muốn chứng minh Chính mình lúc trước bại bởi Lâm Mục thậm chí Tuyến Thượng bị điên cuồng đơn giết thuần túy chỉ là bởi vì anh hùng khắc chế mà thôi, cũng không phải là thực lực không bằng. Nhưng mà, đối diện Trăng Sáng lại hung hăng cho hắn một bàn tay. Tại trận đấu kia bên trong, Viêm Hỏa Thần không những đối với Tuyến không có ưu thế, đồng thời còn kém chút ngay tiếp theo để đi rừng cùng một chỗ sập bàn, từ đầu tới đuôi đều bị đối diện Trăng Sáng dẫm tại dưới chân, nếu không phải trên dưới hai con đường đều có được thiên đại ưu thế lời nói trận đấu kia 89 phần 10 sẽ hát. Chính là trận đấu này qua đi, viêm hỏa thần tranh tại tâm tính liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay tiếp theo mình đối tuyến trình độ cùng sức phán đoán đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn. Chỉ bất quá, Lâm một lúc ấy đầy trong đầu đều là tấm màn đen sự kiện, coi như đã nhận ra một chút dấu vết để lại, cũng căn bản phân không ra tinh lực đi xử lý. Kết hợp trong khoảng thời gian này huấn luyện thi đấu đến xem, viêm hỏa thần hiện nay cản trở biểu hiện, cùng rs trận đấu kia quả thật có nói không rõ nói không rõ quan hệ nhưng dù là có tầng này quan hệ tại lâm mục cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn theo lâm mục thua với tuyết tuyết có thể tha thứ dù sao cái sau chẳng những là rs chiến đội công nhận số một hạch tâm mà lại tại lm chiến đội lấy được lpl vé vào cửa mùa xuân trận đấu mùa giải trước thi đấu bên trong gia hỏa này cũng là lấy hạch tâm tư thái ra sân khuất nhục đông đảo lpl tuyến một milan có thể xưng đội ngũ công thần lớn nhất tuyết tuyết năng lực cá nhân mạnh tuyến thượng thậm chí có thể cùng tư thái loại này lpl cường nhân cân sức ngang tài điểm này tại chính thức trong trận đấu sớm tối đều sẽ xác minh cũng chính bởi vì lòng dạ biết rõ cho nên lúc ban đầu viêm hỏa thần bị ép lâm mục cũng không cảm thấy kinh ngạc thế nhưng là bị đè ép một lần không có nghĩa là ngươi có thể bị mỗi một cái gặp phải milan ép nếu như nói bị LGG người vương giả kia Midlander giết lâm một còn có thể lý giải, không đi trách cứ lời nói, như vậy liền dưới mắt còn không có thức tỉnh chỉ có thể xưng là nhị lưu Milan Coca-Cola đều đánh không lại, hắn liền không còn cách nào nhìn xuống đi. Không sai, S4 hậu kỳ đến S5 sơ kỳ Coca-Cola xác thực rất mạnh, nhất là tại đối tuyến phương diện, các loại treo lên đánh gogo chờ đỉnh cấp top lên, có tuyến thượng gian dung dịch danh xưng. Nhưng, vậy cũng vẻn vẹn chỉ nhằm vào vị trí top lane mà nói. Riêng lấy mid lane mà nói, Coca-Cola tuyệt không phải cái gì khó lường nhân vật. Nếu như Lâm Mục nhớ không lầm, kiếp trước RS tuyết tuyết tại đối đầu Coca-Cola lúc, 10 phút trực tiếp đè ép hắn hơn 40 đao, đồng thời đây là tại đi rừng không có giúp điều kiện tiên quyết. Nếu như nói cái này còn chưa thể nói rõ vấn đề, như vậy cho dù là cũng không phải là lấy đối tuyến năng lực lấy xưng IJ Milan nói sơ, tại đồng dạng là dây sơ đánh thẻ bài tình huống dưới, cũng không chút nào tốn sức liền đem Coca-Cola treo đến rồi trên trời, đánh tới 15 phút sửng sốt để cái sau cầm tới một cái trợ công đều không có cầm tới. Cùng so sánh, viêm hỏa thần vừa rồi trận đấu này biểu hiện, cũng quá làm cho người thất vọng rồi. Lại tiếp tục như thế, Lâm Mục thậm chí hoài nghi hắn sẽ liền những cái kia không có tiếng vào tổng quyết tái tam lưu Milan cũng không bằng, càng ngày càng vớt. Người đánh lâu như vậy tranh tài, có thế từng nghe nói qua quốc phục bốn tiểu mi lan thuyết pháp này. Lâm Mục Cân nhắc liên tục, nói ra một câu nói như vậy tới. Nghe nói qua một chút, nhưng trước kia cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Viêm hỏa thần vẫn không có cái gì biểu lộ. Hiện tại ngươi hẳn là coi là chuyện đáng kể rồi. Lâm Mục ánh mắt như đuốc. Nếu như ngươi nhớ không rõ rồi, ta có thể cho ngươi phổ cập khoa học một chút, cái gọi là bốn tiểu mi lan, chính là ngoại trừ LPL mấy cái kia thành danh đã lâu uy tín lâu năm Milan bên ngoài, hiện giai đoạn trong nước lớn nhất tìm lực bốn vị Milan tuyển thủ. Tên của bọn hắn, theo thứ tự là Tuyết Tuyết, Hề Dạ, Gốt Cùng Con. Rất trùng hợp, trận tiếp theo chúng ta muốn đánh VG chiến đội, bọn hắn Milan Vi vừa vặn chính là cái này bốn tiểu Milan bên trong một vị. Lâm một ánh mắt sắc bén, như là một thanh đao nhọn đâm vào viêm hỏa thần nội tâm cùng RS tranh tài đánh xong về sau, ngươi đã lãng phí hai lần chứng minh cơ hội của mình, đây là lần thứ ba, cũng là một lần cuối cùng. Khoái mã không cần thúc roi, trống kêu không cần trọng chú ý, ta ý tứ, chắc hẳn ngươi hẳn là rất rõ ràng a. À. Ta minh bạch. Viêm hỏa thần gật đầu, cùng lúc đó, âm u đầy tử khí trong ánh mắt cũng rốt cục tách ra rồi một vòng khác sắc thái. Làm một đã chạm tới rồi lâm một tranh giới cuối cùng đội viên, có thể hay không lấy công chuộc tội, liền nhìn xem một trận so tài. Viêm hỏa thần VS Sách số liệu quá kém, tác giả gõ chữ nhiệt tình đều sẽ đại giảm, các vị huynh đệ tỷ muội có thể hay không cho lão meo một chút động lực a. À? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Vì ái âm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 88 Vì ái âm tổ A trận thứ 5 tranh tài, đồng thời cũng là lâm một bọn người tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ 3. Reuters chiến đội vs VG chiến đội. VG chiến đội giới thiệu. VG câu lạc bộ là Trung Quốc mới phát chức nghiệp điện tử thi đấu trong câu lạc bộ người nổi bật. Câu lạc bộ thành lập tại năm 2012 ngày 21 tháng 9. Cùng trong nước truyền thống câu lạc bộ chỉ bao trùm một cái trò chơi hạng mục khác biệt, về điện tử thi đấu câu lạc bộ mục tiêu là chế tạo một chi toàn cầu đỉnh cấp E, support hào môn. VC Gaming bên trong VC một từ bắt nguồn từ tiếng Latin, dịch là tiếng Anh vì icon tức ta chinh phục ý tứ, bắt nguồn từ cây sa đại đế danh ngôn Veni, VD, VC, ta tới, ta gặp, ta chinh phục. Cái tên này lựa chọn sử dụng biểu hiện VG câu lạc bộ tại điện tử thi đấu câu lạc bộ tại điện tử thi đấu trong trận đấu hùng tâm tráng chí. Đội viên danh sách Top Lenrui, đi rừng GGC, Milan gốt, AGC SMLZ, phụ trợ thỏ răng. Trong trận đấu phát sinh rồi một việc nhỏ xen giữa, đó chính là tại trận đấu này bắt đầu trước đội viên giới thiệu quá trình bên trong, em bé nói sai đem gốt danh tự vi trẩm độc thành vi liên, dẫn tới dưới đài một trận cười vang. BP giao diện Bổn tràng tranh tài, rơ tại màu lam phương, VG tại tử sắc phương thân ở màu lam phương rơ tơ dẫn đầu đem đội hình xác định. Top Len Kennen, đi rừng da, Milan Jaser, Bob và Rút, Lulu. Lúc này, VG cũng đã xác định thượng trung giả phụ bốn cái vị trí, bọn hắn cuối cùng một tay cao tơ vị hiếm thấy để lại cho ác vị. Ugo Tại một cái ác anh hùng không có ban điều kiện tiên quyết, VG lựa chọn một cái làm cho người mở rộng tầm mắt con cua. Tuyệt đối là ta ghét nhất anh hùng, có một không hai, Trước khi chơi game thời điểm một khi thấy có người tuyển vật này, ta liền sẽ trực tiếp dây rời đi. Vương nghĩ tới mình tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài muốn đối mặt cái này tướng mạo xấu vô cùng kinh khủng ma thú, Tần Ý Thiên đã cảm thấy có chút khó chịu. Nữ sinh luôn luôn có chút bề ngoài hiệp hội, bất luận là đối bạn trai mình vẫn là đối trong trò chơi anh hùng. Mắc mớ gì chuyện người ta, cái này lại không phải lỗi của hắn, muốn trách cũng chỉ có thể trách nhà thiết kế. Lâm Mục thì xem thường. Ta mới mặc kệ, dù sao ngươi về sau không cho phép cầm xấu như vậy anh hùng, bằng không ngươi cũng đang chờ mình đánh hai đi. Tần dựa không thèm nói đạo lý. Tốt tốt tốt, đáp ứng ngươi còn không được sao, lập tức liền muốn đánh rồi, chuyên tâm tranh tài. Lâm Mục vốn định phản bác nàng con cua tại S5 trận đấu mùa giải nào đó trong một khoảng thời gian đây chính là không phải bang đã chọn tồn tại, nhưng một suy nghĩ đối phương căn bản không thể nào cùng mình đánh tới S5, thế là đổi một bộ khác lý do thoái thác. Hừ, cái này còn tạm được. Tần Ý Thiên lúc này mới hài lòng, nhưng trong giọng nói vẫn khó nén đối con của cái này anh hùng ghét bỏ. Tranh tài chính thức bắt đầu. Cái này một thanh, Lâm Mục Như cũ giống trước đó đồng dạng tổ chức nhân viên tiến hành giả khu xâm lấn, bất quá vừa mới tiến vào VG giả khu, liền bị đối diện Threat phát hiện, cuối cùng dây một cái mắt liền hạ lệnh rút lui, toàn quân lui về mình giả khu. Vì phòng ngừa đối diện phản xâm lớn, Tần Ý Thiên trước khi đi cố ý tại tiểu long đường sông chỗ lưu lại một cái con mắt. Sau đó, nên trở về thành về thành, cái kia phòng thủ giả khu cửa vào phòng thủ cửa vào. Nhưng, mới qua 10 giây không đến, liền xảy ra chuyện rồi. Tại không có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, viêm hỏa thần dây sơ tại hạ đường tam giác bụi có vị trí bị đối diện thét câu bên trong, giao ra mình một máu. Nói đến, này cũng cũng không thể cách viêm hỏa thần chủ quan, dù sao cái này một đợt đối diện là từ dưới lộ tuyến trải qua tới, không có bị đường sông tầm mắt phát hiện, đồng thời thét là tại hoàn toàn không có tầm mắt tình huống dưới tường ngăn thể tầm mắt ra móc, nhị đoạn quy đi qua về sau trực tiếp mặc lên một cái kiệt sức, dù là viêm hỏa thần giao tốc biến cũng không thể chạy thoát. Chi đội ngũ này phía sau, tuyệt đối có cao nhân chỉ điểm. Lâm Mục sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, phải biết cái này cái gọi là xếp thành một hàng dài, thế nhưng là hắn dạy cho toàn đội, viêm hỏa thần sở dĩ sẽ đi bo tam giác thảo, cũng có thể nói là thủ hắn sai khiến. Trên thực tế không chỉ chỉ là trận đấu này, coi như không có xâm lớn cơ hội lúc, rơ tờ chiến đội mỗi một trận bắt đầu đều là loại này chỗ đứng. Rất rõ ràng, VG chẳng những nhìn qua bọn hắn trước hai trận tranh tài, đồng thời cố ý đối cái này một quen thuộc làm ra nhằm vào đơn giản tới nói bọn hắn cái này một đợt chính là đang đánh cược cược trong bụi cỏ có người sự thật chứng minh VJ thành công cũng không thể không nói bọn hắn cái này một đợt không hề có điềm báo trước giả khu xuất kích để rơ tơ chiến đội tổn thất nặng nề chẳng những vứt bỏ dây sơ một máu càng quan trọng hơn là tiếp súng VJ 5 người bảo đoàn xâm lớn khiến cho tiểu hắc không thể không cải biến đi rừng lộ tuyến từ sớm định ra đỏ buFF cải thành lam buFF lên tay cực đại ảnh hưởng đến đi rừng tiết tấu. Trừ cái đó ra, thụ hạo đường trên cùng viêm hỏa thần Midland cũng rất đau đớn, dây sơ liền không nói rồi, một máu dao rồi tóc biến không có, thường tuyến chính là đại thế yếu. Còn thụ hạo Kennen, cũng bởi vì bắt đầu không có ăn vào giả quái, đối tuyến trước đó liền bị rung bờ đè ép không ít kinh nghiệm. Cần biết, tại cái này tiểu giả quái lúc sinh ra đời ở giữa còn cùng BUFF quái đồng bộ phiên bản, thường trung tại bắt đầu về sau thường thường hội hợp lực ăn trước một đợt giả quái thường tuyến, hoặc ba sói, hoặc S4, nói tóm lại tuyệt đối sẽ không không kinh nghiệm xuất hiện ở trên đường. Từ toàn cục cốc độ đến xem, bò có lẽ xem như duy nhất không có ăn vào thua thiệt một đường, tại không cần giúp đi rừng tình huống dưới, lâm mục cùng tầng ý thiên thượng tuyến trước ăn hết rồi thạch đầu nhân, thu được một chút kinh nghiệm ưu thế. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn chỉ là một chút kinh nghiệm ưu thế mà thôi, vẫn không cải biến được bo không có cách nào đối tuyến cục diện khó xử. Nguyên nhân rất đơn giản, một máu là bị đối diện con cu cầm tới. Lâm Mục Va Rút Đo ràng kiếm SMLZ u Đo ràng kiếm tiên nữ bù hộ mệnh bị ba đỏ hai lam. Thường tuyến liền thiếu đi rồi năm bình hồi phục phẩm tình huống dưới, Lâm Mục đừng nói là đoạt hai, thậm chí căn bản là không có cách nào đi cùng đối diện cái này con cu đối bính thay máu. Trước mắt phiên bản, đo rằng kiếm giá cả vẫn là 475 khối, mỗi cái AGC bình thường đi ra ngoài đều là không hồi phục phẩm. Không lý do thiếu đi 5 bình thuốc, làm sao liều? Càng đừng đề cập, VG AGC tuyển thủ vẫn là công nhận là đối tuyến năng lực nhất lưu SMLZ, vị này tại kháng FA có A hoa danh xưng, lại được xưng LSPL hoàng đế, hầu thế từng tuần tự đảm nhiệm VWEA, UY. M3 cùng OMG chờ đông đảo nổi danh chiến đội tìm lực nhân vật. Bót một lần bị ép tới sinh hoạt không thể tự gánh vác, Lâm Mục cơ hồ chỉ có thể tháp hạ thu binh. Nếu như có thế tháp phát xuống nở còn chưa tính, tuy nói tháp đao khó khăn, nhưng lấy Lâm Mục kiến thức cơ bản cũng không đáng kể. Khó giải quyết nhất vẫn là, trước đó vì dò xét đối diện sẽ làm phản hay không nhà mình đỏ, tần ý thiên rút lui lúc đem còn dư lại trên người một cái giả mắt cũng cắm vào mình giả khu bởi vì cái này trận đấu mùa giải phụ trợ đi ra ngoài phổ biến cần một cái tiên nữ bùa hộ mệnh hồi lam, tăng thêm đối tuyến dùng bình máu, tiền còn lại bình thường chỉ có thể mua sắm hai cái giả mắt. Tần Ý Thiên trước đó một cái giả mắt, đã cắm vào đường sông. Điều này sẽ đưa đến, bọt đối tuyến lúc một cái con mắt đều không có còn lại, bọn hắn liền tới gần phe mình tháp phòng ngự bụi có tầm mắt đều không có. Tranh tài tiến hành đến 4 phút, Tần Ý Thiên lưu lưu bị giấu ở trong bụi cỏ thét câu bên trong, bị ép giao tóc biến. Hai phút sau, lại là một đợt lặp lại chiêu cũ, Lulu bị SMLZ con cua sinh sinh quy chết tại tháp hạ. Lâm Mục cùng Tần ý thiên bóc tổ hợp, lần đầu tại bình thường đối tuyến tình huống dưới, bị đối diện bóc đơn giết. Dù là Lâm Mục khứu giác viễn siêu thường nhân, ý thức được đối diện đi rừng hoàng tử liền tại phụ cận, kịp thời rút đi tránh khỏi một bọt ta hạ cường sát, nhưng cái này một đợt kết thúc về sau, vẫn thua lỗ một đợt nửa binh bổ đao cùng kinh nghiệm. Liền xem như Lâm Mục, đối mặt một cái giai đoạn trước vốn là bạo mạnh còn cầm hai người đầu con cua, lúc này cũng tương đương đau đầu, trong lúc nhất thời không có biện pháp quá tốt. Tin tức tốt chính là, cũng liền tại hạ đường Lâm vào trong thời gian ngắn khó mà lật về thế yếu lúc, mít lên hợp thời truyền đến một đạo tin chiến thắng, cực đại cổ vũ Lâm một đám người lòng tin. roter Fire đánh chết VG, vì ái âm. Hữu Nghị nhắc nhở, các vị đồng hài đọc sách không nên quên rồi tặng phiếu đề cử A. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 SMLZ tuyệt chiêu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 89 SMLZ tuyệt chiêu Tuyển thủ tính danh Vi trẩm Trò chơi ID Vi ái âm tuổi tác. 17 tuổi đẳng cấp. Mạnh nhất vương giả bổn tràng sử dụng anh hùng. Oriana Malin nói lên vi ái âm cái này ai đi, có lẽ có rất nhiều người không biết, nhưng một khi nhấc lên, quy một lét, cùng GOGV, hai cái này ai đi, tuyệt đại bộ phận liên minh huyền thoại người chơi cơ hội đều sẽ vô ý thức liên tưởng tới kia chứng minh địa cầu là hình tròn, chân lý chi tiễn. Trước không đề danh tiếng khỏe xấu hay không, Gốc hai cái này ID tuyệt đối có thể xưng S5 thời kỳ trong nước trên sàn thi đấu nổi tiếng cao nhất hai cái ID một trong. Đương nhiên, hai cái này ID đều là gia nhập LGG chiến đội sau mới bắt đầu sử dụng, dưới mắt gốc bất luận quốc phục vẫn là tranh tài, đều vẫn là lấy vì ái âm cái này ID gặp người. Vì, tự nhiên chỉ là gốc. Âm, thì là mối tình đầu bạn gái vị âm một cái niên kỷ không lớn nhưng lại cả ngày tại trên mạng khoe của trang đại thủ kéo cừu hận trung nhị thiếu nữ, nhìn chung phát biểu ngôn luận, cái gì, nhà ta tại Thượng Hải Tam Hoàng bên trong có hai bộ phòng, tùy tiện ném cái mấy trăm vạn xây cái nữ đội chơi đùa, thành tích học tập cho dù tốt thì sao, ta chơi game sống ủng 20 năm thời gian địa vị cũng cao hơn ngươi, tiểu ngãi mặc dù có thực lực đánh chức nghiệp, đáng tiếc đã là 30 tuổi bác. Gái, ngoại trừ thiếu vẫn là thiếu. Thậm chí, Vị này tướng mạo thường thường Thượng hải, nữ phú hào, còn từng trên ủy bộ công khai hướng toàn thế giới tuyên bố mình cùng gốc đã không thể nào, không chút nào cho tịch Nhật tình nhân lưu một tia mặt mũi. Nói tóm lại, nàng này sở dĩ sẽ bị lúc ấy danh xưng e support lover cung kháng FA xuất đạo, bị các loại phê đồ đùa bẩn cùng trêu chọc, cuối cùng biến thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh, đều là nàng tự tìm, trách không được bất luận kẻ nào. Đương nhiên những sự tình này đều phát sinh ở S4 trận đấu mùa giải, chỉ ít tại hiện tại hai người vẫn còn như keo như sơn tình yêu cùng nhiệt giai đoạn, thường xuyên trên ủy bộ đại tú ân ái. Đây cũng là vi ái âm cái này ai đi tồn tại. Vẫn là câu nói kia, ai lúc còn trẻ không có đụng phải mấy thứ cặn bã nam cặn bã nữ. Dưới mắt gốt, mặc dù đã tiến vào quốc phục bốn tiểu mi lan hàng ngũ, nhưng xếp hạng lại khá thấp, danh khí cùng chú ý độ đừng nói là cùng những cái kia LPL tuyển thủ so sánh, chính là liền tuyết tuyết bọn người không bằng. Điểm này, từ hắn bị viêm hỏa thần đơn dết về sau trên đài hai tên giải thích phản ứng, liền không khó coi ra. Cái này một đợt quá đẹp, VG đi rừng liền tại phụ cận tình huống dưới, Oriana chủ động đi lên câu dẫn, lại bị đối thủ tú rồi một mặt. Miller rất là sợ hãi tháng phục. Chiếu lại hình tượng bên trong, Oriana bán qua sâu, tại trúng tại dây sơ một phát siêu cấp đại pháo về sau, cuốn quyết giao tốc biến chạy trốn. Dây sơ theo đuổi không bỏ, đầu tiên là một cái búa nện ở gốc đỉnh đầu, sau đó mở ra lưới điện điền cùng truy kích. Oriana trở tay mở đại tạm thời tránh thoát một kiếp, mãi mới chờ đến lúc đến hoàng tử từ mặt bên dết vào, ý đồ lại truy kích ngược cầm xuống dây sơ đầu người. Cũng liền tại gốc Oriana quay đầu trong chớp mắt ấy, hoa một tiếng, dây sơ cũng một cái quay đầu dao lóe ra hiện tại trước mắt hắn một cái búa xuống dưới gốt trong nháy mắt ngã xuống đất cái này một đợt thao tác quá cực hạn rồi dây sơ cái này một đợt tốc biến chẳng những lấy được oriana đầu người càng quan trọng hơn là còn tránh thoát hoàng tử eq mặc dù hoàng tử lúc này có đỏ buff có thể dính chặt đối thủ nhưng hắn vừa mới mở ra đại chiêu liền bị dây sơ một chù y gõ bay ra ngoài cứ như vậy hai người ở giữa cách lấp kín tường hoàng tử trong lúc nhất thời ngược lại sờ không tới đối thủ. Xấu hổ. Hoa hoa hoa, ngươi nhìn rơ tơ bên này đi rừng ra cái này lúc cũng rốt cục nghe tiếng mà tới, cuối cùng ngược lại là bước ra rồi hoàng tử một cái tóc biến, cái này một đợt tốt thương a. À? Một V2 phản sát ngươi một cái còn có thể chạy, cảm giác về về cái này một đợt có chút nóng lòng. Cũng may bọn hắn bọt ưu thế rất lớn, SMLZ con của cái này một thanh rất béo tốt đợt thứ nhất về nhà liền ra được nữ thần nước mắt một thanh bạch kiếm. Miller ồ lên một tiếng. Ngược lại là đối diện va rút, thanh trang bị bên trong chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi thập tự hào, hắn đây là muốn ra cái gì, vì cái gì không trước ra huyết trượng A. Bọc như thế đại thế yếu, ta cũng cảm thấy trước ra một cái hút máu tuyến bên trên sẽ tốt hơn rất nhiều. Em bé biểu thị tán thành, hắn nhớ kỹ trận đấu thứ nhất lâm mục và rút chính là trước ra vô danh xem đi, dù sao mặc kệ ra cái gì bo cái này một thanh đều có chút khó đánh, có lẽ hắn có ý nghĩ của mình cũng khó nói. Có một chút cần tán thưởng chính là, và rút mặc dù ở vào bị áp chế trạng thái, nhưng tuyến thượng bổ đao lại làm được vô cùng tốt, thậm chí còn đè lại rồi con cu một đầu. Không thể không nói, vị này Underwood tuyển thủ tuyến thượng năng lực xác thực rất mạnh, cái này ba trận tranh tài xuống tới, mặc kệ lựa chọn dạng gì anh hùng, đều không có cái nào một trận là bị đối thủ ép đau. Một câu kiến thức cơ bản phi thường vững chắc. Lâm Mục và Trúc. 57 đau SMLZ UGOT. 49 đau đây là tranh tài tiến hành đến 7 phút, Song Phương Bo bổ đau đến. Nương tựa theo viễn siêu thời đại này đối tuyến bản lĩnh, Lâm Mục dần dần đem Bo thế cục ổn lại. Mặc dù nói trên thân ngoại trừ một thanh đo rang kiếm bên ngoài, không có cái khác hút máu trang nhưng khi đẳng cấp bắt đầu về sau, phối hợp lưu lưu hậu thuẫn, cũng miễn cưỡng có thể đứng vững đến từ đối diện binh tuyến áp lực. Chủ V đúc phó E, lâm mục cái này một thanh và rút đi là truyền thống AGC lộ tuyến, quy kỹ năng chỉ chọn rồi một điểm. Dù cho loại này thêm điểm cũng không có chủ quy phó E điểm pháp càng có thể tăng lên thanh binh năng lực, nhưng đối diện dù sao chỉ là một cái đẩy tuyến năng lực độ chênh lệch con cua, theo lâm mục, một thanh thập tự hào tăng lên lực công kích liền đủ để ứng phó. Hắn duy nhất cần lo lắng chính là thét móc cùng con cua e kỹ năng. Thét móc còn dễ nói, dưới đại bộ phận tình huống chính mình cũng tại tiểu binh đằng sau, chỉ cần không tìm đường chết, liền không khả năng tiên cơ đạt được chính mình. Duy chỉ có con cua cái kia có được AOE phạm vi e kỹ năng ăn mòn xung kích, để lâm mục rất là khó chịu. Bên trong một cái e liền muốn chịu ba lần quy. Đừng nhìn con cua cái này anh hùng sớm tại s 2 thời kỳ liền đại chặt qua một lần. Quy kỹ năng khóa chặt tầm bắn từ ban sơ 1.500 hạ thấp 1.200. Nhưng so sánh với hậu thế 1.000, cái này trống rỗng thêm ra tới 200 tầm bắn vẫn là để lâm mục thật là có chút không thích ứng. Nhiều lần hắn đều cảm thấy mình đã đi ra đối thủ quy phạm vi, kết quả nhưng vẫn là bị từ đằng xa phóng tới đạn đạo đánh trúng. Cái này cùng phán đoán cá nhân lực không quan hệ, thuần túy là từ xưa tới nay đã thành thói quen vấn đề. Cũng không thể không nói. SMLZ con cua xác thực có chút vốn liếng, e kỹ năng thả ra thời cơ cùng vị trí luôn luôn vừa đúng, lại thêm hắn sớm ra được một cái nữ thần chi nước mắt, lúc này đã không cần lại lo lắng lam hao tổn vấn đề, tiêu hao đơn giản không dứt, để cho người ta rất là đau đầu. Dù là va có thể xưng cái này phiên bản mạnh nhất đối tuyến anh hùng, nhưng này chỉ là nhằm vào nữ cảnh sát e những này thông thường AGC mà nói, tại lại thịt giai đoạn trước tổn thương lại cao con cua trước mặt, Tuyến thượng căn bản là không chiếm được chỗ tốt gì. Khách quan tới nói, SMLZ cuối cùng này một tay cầm cao tơ vị, xác thực cao tơ đến rồi Lâm Mục. Thượng tuyến không đến 3 phút, Lâm Mục đi ra ngoài mang hai bình thuốc liền đã cầm xong, HP chỉ còn 2/3. Nhà dột gặp mưa liên tục, lúc này lại trùng hợp binh tuyến thoát ly khống chế, hướng đối diện đẩy đi qua. Cứ như vậy, Lâm Mục lập tức liền lâm vào một cái rất lúng túng cảnh, không trở về thành vậy liền đem đứng trước tùy thời bị đối thủ mạnh mở phong hiểm. Nhưng nếu như về thành, không đem cái này một sóng lớn binh thúc đẩy đối diện tháp hạ lời nói, tối thiểu muốn tổn thất hai đợt trở lên binh tuyến. Cái này tổn thất, lâm mục rõ ràng không chịu đựng nổi. Tiếp xuống cẩn thận một chút, ngươi không có tóc biến, đối diện rất có thể sẽ mở ngươi. Lâm mục nhìn về phía bên cạnh Tần ý thiên, hắn quyết định mạo hiểm. Từng Tần ý thiên yên lặng gật đầu, dù là vị đại tiểu thư này từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, nhưng ở bị giết qua một lần về sau, cũng nhìn ra cái này một thanh mình phải đối mặt địch nhân, không phải bình thường bo. Luận thực lực, VJ đây đối với bo tổ hợp, thậm chí muốn hơn xa cùng một thời kỳ LGG. Điểm này, không chỉ chỉ thể hiện tại đối tuyến bên trên, càng ở chỗ SMLZ người này đối với thiên môn anh hùng tinh thông, vị này ở đời sau được vinh dự hàng nội địa ác hy vọng cao lạnh A Hoa, bất luận cái nào trận đấu mùa giải đều có thể tùy thời xuất ra một cái ngươi không tưởng được thậm chí chưa từng có tại tranh tài thượng xuất hiện qua anh hùng, đánh cho đối thủ không có chút nào chống đỡ chi lực. Bất luận là phía sau thế tẩn, vẫn là thời kỳ này con cua, đều có thể xưng SMLZ áp đáy hầm tuyệt chiêu. PS Hôm nay máy tính nổ, thật vất vả mã ra một chương, lần sau có cơ hội bộc phát bổ sung. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 GOTA Thế Giới Thứ Nhất Phụ Trợ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 90 GOTA Thế Giới Thứ Nhất Phụ Trợ Lâm Mục phỏng đoán là chính xác. Không đến 30 giây, bọt liền đánh lên. Đồng thời, tại trước đó ngửi được bọt mùi thuốc súng tình huống dưới, cái này một đợt song phương đi rừng cũng đều tuần tự gia nhập chiến cuộc đầu tiên là Threat E tóc biến tiên cơ mạnh mở tầng ý thiên sau đó hoàng tử một cái e quy gia nhập chiến trường mục tiêu đồng dạng là nàng về về đám người rất rõ ràng cái này lu lu tóc biến còn chưa tốt lâm mục trở tay thả ra đại chiêu ý đồ cứu người nhưng vừa mới vừa quay đầu lại smlz con cua liền tóc biến đi lên mở ra đại chiêu từ chiến đấu khai hỏa thứ nhất khoảnh khắc gia hỏa này vẫn đang chờ lấy cơ hội này Siêu động lực định vị chuyển đổi khí lấy con cua đại chiêu di hình hoán vị hiệu quả, một khi lâm một cái này một đợt bị đổi tiếng địch quân trận hình, dù là sông triệu đều tại cái này một đợt cũng liền có thể tuyên bố kết thúc rồi. Lúc này từ phía sau nhảy ra tự như người cao su đồng dạng tiểu hắc giác làm ra mang tính then chốt tác dụng, tại e kỹ năng rơi xuống đất không có nện vào con cua điều kiện tiên quyết, quả quyết e r tóc biến nhảy tới con cua trước mặt tại to lớn chiêu sắp hoàn thành dẫn đạo trong chớp mắt ấy, một cái đạn cầu bắn bay SML Con Còn của đại chiêu bị đánh gãy, Lâm Mục cũng không có bị đổi tiếng đám người. Phải biết, cái này phiên bản con cua đại chiêu dẫn đạo thời gian còn không có bị trì hoãn đến 1.5 giây, một giây nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn, có thể trong thời gian ngắn như vậy trợ giúp Lâm Mục giải khống, không khó coi ra tiểu hắc tốc độ phản ứng có bao nhanh. Nice sơ, Lâm Mục hét lớn một tiếng, thoát khốn bước nhỏ là dùng hỏa lực đem con cua ép lui, sau đó hồng súng nhất chuyển, hai ba lần liền thu lại rồi kỹ năng giao ánh sáng thuét. Ngay sau đó, là đối mặt cái này đã 27 tuổi tuổi đi rừng hoàng tử. GGC Phàm là thâm niên JOTA người chơi, tuyệt đối sẽ không đối cái này ai đi cảm thấy lạ lẫm. Trước JOTA vương bài tuyển thủ, được hưởng đệ nhất thế giới phụ trợ danh xưng, từng lấy được JC thế giới tổng quán quân lấy một tay bí ẩn vì vô số GTA người chơi chỗ nói chuyện say sưa. Năm 2011 liên chiến liên minh huyền thoại về sau, đầu tiên là gia nhập CLC chiến đội đảm nhiệm Milan Vị, hiện nay thì trở thành rồi VG chiến đội đi rừng kim đội trưởng. Là một phụ trợ xuất thân cấp thế giới tuyển thủ, GGC đối với chiến cuộc đem khống cùng chiến thuật sáu lộ vận dụng thành thuộc độ là không thể nghi ngờ, VG câu lạc bộ sở dĩ để đã 27 tuổi tuổi hắn đảm nhiệm đội trưởng cũng chính là nhìn trúng hắn ở phương diện này năng lực. Chính là bởi vì huy hoàng chức nghiệp lý lịch, trước đó em bé Miller tại giới thiệu VG đội viên lúc, cũng đem chủ yếu cường điệu điểm tiêu vào rồi vị này từ 09 năm liền đã tiến vào chức nghiệp vòng E, support lão tướng trên thân, ở trên người hắn hao phí bút mực thậm chí sau cốt cùng SMLZ hai vị này ngôi sao tương lai cộng lại còn nhiều hơn. Cũng không thể không nói, VJC xác thực không có cô phụ câu lạc bộ cùng giải thích nhóm hậu ái, trên thực tế trận đấu này bắt đầu lúc thread mù câu tam giác bụi cỏ dây sơ lấy được một máu tính nhắm vào biện pháp chính là vị này zota đệ nhất thế giới phụ trợ một tay bày ra Thiện ở an bài chiến thuật cùng lâm tràng ứng biến tại lâm mục trong ấn tượng người này tại xuất ngủ về sau thậm chí đảm nhiệm qua omg hai đội huấn luyện viên đối với nghiên cứu tranh tài cùng đoàn đội đấu pháp rất có mình một bộ nhưng công là công tư là tư không cần biết ngươi là cái gì địa vị lúc này đều muốn bị bắn ra chạy trối chết. Thiên băng địa liệt. Quanh một tiếng vang lên, tại không có tóc biến tình huống dưới, dê dê xê một cái đại chiêu nhảy lên muốn đổi, lại bị lâm một một cái lá trắng triệt tiêu mất rồi về sau tất cả tổn thương. Cự kích tuột tay, hoàng tử ngã xuống đất, lâm một thuận lợi cầm xuống song sát. Nhưng, bởi vì đối diện con của hỏa lực thực sự quá mạnh, lúc này chẳng những tầng ý thiên lộ lộ đã sớm bỏ mình, tiểu hắc gia phân thân cũng đã bị đánh ra. Z. Mắt thấy phân thân chính lọc vào con cu điên cùng phát ra, lúc này, Lâm Mục làm ra một cái cực kỳ lớn gan quyết định, đó chính là tóc biến đi lên dết chỉ còn lại nửa máu SMLZ. SMLZ phản ứng đầu tiên là lui về sau, thậm chí có nghĩ qua thay đổi hỏa lực cùng Lâm Mục hoàn thành PK, nhưng cuối cùng cái này khí huyết phương cương tuổi trẻ tuyển thủ cuối cùng vẫn là không nhìn được đầu người dụ hoặc, lựa chọn cùng giác một đổi một, cuối cùng bị Lâm Mục một phát ác linh mưa tên kết thúc hai đổi ba. Một đợt đánh xong, rơ tơ bên này dùng đi rừng cùng phụ trợ đem đối diện bọt dung ba người toàn bộ đổi đi. Tuy nói chỉ kiếm lời một cái đầu người, nhưng có thể tại thế yếu tình huống dưới đánh ra dạng này một đợt xinh đẹp đối bính, có thể nói đã tương đối không dậy nổi. Chớ nói chi là, lâm một cái này một đợt còn cầm xuống rồi một cái tam sát, chẳng những kết thúc rồi con cua đại nhân đầu, đồng thời còn lấy được rồi từ giác trên thân chuyển di tới đỏ BUFS. Cái này một đợt qua đi, Lâm Mục trên người tiền tiết kiệm đã đột phá 2.000 đại dương. Kiếm BF đo rang kiếm dày cỏ. Có lẽ có người sẽ đối với Lâm Mục lại ra một thanh đo rang kiếm biểu thị chất vấn, dù sao dựa theo thông thường lựa chọn đến xem, dưới mắt trò chơi đã là 10 phút ra mặt, đối tuyến kỳ đã qua một nửa, đo ràng kiếm loại này đi ra ngoài trang đối với AJC giá trị ngay tại cấp tốc trượt, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Nhưng. Lâm Mục cái này một thanh vốn cũng không dự định đi chủ lưu ra trang lộ tuyến, từ đợt thứ nhất về nhà ra quốc chim bắt đầu, hắn liền từ bỏ rồi S3 trận đấu mùa giải AJC trước ra hút máu hoàng kim pháp tắc. Đã đối thủ đều không phải là thông thường anh hùng, cần gì phải còn muốn cứng nhắc, chết nếu lấy chủ lưu hai chữ không thả. Lần nữa thượng tuyến, Lâm Mục không từ mở bản, so sánh lên đối thủ trang bị tới. SMLZ con cua. Đẳng cấp 8, chiến tích 4 một, Bộ đao 79, trang bị đao hình trứng, nữ thần chi nước mắt, đo ràng kiếm, dày cỏ lâm mục và rút. Đẳng cấp 8, chiến tích 3, không, bộ đao 91, trang bị kiếm BF, quốc chim, sông đo ràng vì dày cỏ hán thế mà ra đao hình trứng. Lâm mục sững sờ, đừng nhìn cái này tên là thằng lặng trưởng lão chi tinh phách trang bị tại S5 trước trận liền bị gỡ ra, nhưng lâm mục lại một chút cũng không xa là gì. Nhắc tới cũng có chút hoang đường làm đảng sinh tại S3 trận đấu mùa giải quý trước thi đấu, chuyên vì đi rừng anh hùng mà chế tạo một kiện ác đi rừng trang bị, đao hình trứng tại cái này trận đấu mùa giải kỳ thật cũng không làm sao thủ đi rừng người chơi hoang nghênh, ngược lại là trở thành một chút tuyến thượng anh hùng chuyên sủng. Liền Lâm Mục biết, ngoại trừ ban sơ làm EZ chính là xây dựng ở này trang bị trên cơ sở bên ngoài, bao quát bọ ngựa, duệ văn, dây sơ. Đều có người từng tại chính thức trong trận đấu đi ra đao hình trứng kiện trang bị này. Nhưng, con cua ra đau hình trứng, Lâm Mục lại là lần đầu nhìn thấy. Lần nữa đối đầu tuyến về sau. Vừa mới đổi mới qua một vòng trang bị song phương ác, tại tranh đoạt binh tuyến tạm thời cơ hồ không hẹn mà cùng triển khai một đợt đối bính thay máu, ai cũng không chịu tùy tiện nhượng bộ. Và rút một cái mưa tên thêm mấy phát bình A cùng kéo ra sau một cái đâm xuyên chi tiễn xuống dưới, đánh rụng con cu một phần ba máu. SMLZ một cái E thêm ba cái quy xuống dưới, và rút lượng máu, rơi mất gần một nửa. Khó có thể tưởng tượng, đơn thuần trang bị giá trị còn muốn chiếm thượng phong lâm mục, đối bính bắt đầu thế mà hoàn toàn không phải đối diện SMLZ đối thủ. Thì ra là thế. Cái này một đợt đánh xong về sau, lâm mục trong nháy mắt liền minh bạch rồi gia hỏa này ra đao hình trứng dụng ý. Ngoại trừ kết xu lực công kích cùng giảm CD thuộc tính bên ngoài, trọng yếu nhất chính là đao hình trứng kiện trang bị này thiêu đốt bị động phối hợp con cua hai dây một cái quy kỹ năng khóa chặt đạn đạo, đơn giản có thể xưng hoàng mỹ phối hợp. Không hổ là tại xuất đạo trước liền từng lấy một thiên EZ công lực nghe tiếng nào đó cỡ lớn diễn đàn SMLZ, đối với một chút anh hùng lý giải cùng cách chơi, chính là lâm một người từng trải này, cũng không thể không đối với hắn duỗi ra ngón tay cái. Gia hỏa này S3 trận đấu mùa giải chưa đi đến LPL, xác thực đáng tiếc. Lâm Mục khẽ vuốt cầm, lần nữa nhìn về phía vị này hoàng có cường độ thấp bệnh tự kỷ cao ngạo thời niên thiếu, trong mắt không khỏi xuất hiện một vòng tán thưởng cùng thưởng thức. Đương nhiên, thưởng thức thì thưởng thức, tiếp xuống đối tuyến hắn cũng tuyệt đối sẽ không mập mờ. Thẳng thắn nói, Lâm Mục vừa rồi sở dĩ bỏ qua tay dài ưu thế đi cùng đối thủ liều mạng chỉ là muốn thử một chút đối diện phát ra đến cùng đạt đến loại trình độ nào mà thôi, lúc có rồi đáp án về sau, hắn lập tức liền chuyển đổi rồi đối tuyến phương thức. Đầu tiên là dùng sông đo rang hút máu ưu thế, đem trạng thái chậm rãi hồi phục đi lên, sau đó họa phong nhất chuyển, lại không cùng con cu cứng đối cứng, thực hành lên tiêu hao đấu pháp. Dù là cái này một thanh không phải chủ quy thêm điểm, nhưng ở ra đến kiếm BF cùng quốc chim cái này hai kiện thuần lực công kích trang bị, lúc này lâm một công kích cũng đã đạt đến gần 200, xa xa tiêu hao, vẫn có thể tạo được rất không tệ hiệu quả. Cứ như vậy, nương tựa theo thanh binh tốc độ cùng viễn trình hỏa lực ưu thế, Lâm Mục rất nhanh làm được công thủ trao đổi mục đích, gắt gao đem SMLZ áp chế ở rồi tháp hạ. Con cu cái này anh hùng, tại bộ tháp đao phương diện thế nhưng là công nhận yếu nhất ác anh hùng, không có cái thứ hai. PS Ngày mai tam giang, các vị phiếu đề cử ra sức, liền ba canh bộc phát một chút. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.